Trong Phật Pháp, Đức Phật có nhắc chúng ta về năm thứ tăng trưởng. Nếu chúng ta mỗi ngày có trao dồi thì cái đó nó sẽ lớn lên, nó tăng lên, nó trưởng. Trưởng tức là mình làm cho cái đó nó lớn lên. Mà lớn lên trước hết là lớn lên cái gì? Lớn lên cái niềm tin của mình. Người sống ở đời mà không có niềm tin thì người đó không có cái điểm để tựa. Ví dụ như người ta là tin là tại sao một năm mình tổ chức Tết. Thật ra mà thời gian là do mình chia. Mình chia 365 ngày để gọi là trọn một năm. Để làm chi? Để người nào mà sống trong buồn, đau, khổ, lụy gì đó có một điểm, rồi sắp hết năm rồi, ráng đi, ráng còn mấy ngày nữa, năm tới này tôi sẽ tốt hơn. Đó là một cái ý niệm để cho con người có một niềm tin, một hy vọng để bước sang một cái bước khó khăn. Chứ còn thật sự ra Tết rồi không ăn hả? Nhiều khi Tết cũng ăn giống nhau, cũng thở giống nhau. Nói chung là dù đó là ngày mùng 1 Tết, chúng ta sinh hoạt vẫn như thường. Nhưng mà tại sao phải đặt đó là một cái ngày đặc biệt? Để chúng ta chỉnh đốn lời nói của mình, tư tưởng của mình, dọn mình sạch từ thân cho tới tâm. Cho nên sáng mùng 1 thay đồ mới, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới. Mà đã thay một bộ đồ mới rồi, lời nói phải cẩn thận. Sáng mùng 1 không ai dám nói những cái lời bất tường, mà phải nói những lời chúc tụng. Cho nên có một mình có một cái niềm tin để mình bước sang một cái bước mới, để chúng ta làm tốt mình hơn. Cho nên tiếng Mỹ Hòa Thượng Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh có nói New Year, New Me. Nếu mà là năm mới, mình phải mới. Cho nên người xưa đã quy định một cái chu kỳ nào đó để cho chúng ta có một niềm tin bước tới. Chứ thật sự ra nói cho cùng, ngày nào cũng giống nhau, tháng nào cũng giống nhau. Bởi vì chúng ta chia chẻ 365 ngày, một năm có 12 tháng, một tháng 30 ngày, vân vân. Chứ còn nếu với cái nhìn của người hiểu đạo, ngày nào cũng ngày mới. Cho nên thiền sư Huyền Không, ngài có bài thơ: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Sáng ngủ dậy mình thấy một nụ hoa nở là báo một cái niềm tin mới. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ. Với người mê thì mình đợi cái mùa này kêu là mùa xuân, với người tỉnh thì xuân mãi mãi. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, nhắc mình sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Rồi chúng ta nghĩ rằng á, khi nào hoa rụng thì gọi là xuân hết, khi nào hoa nở thì gọi là xuân đến. Nhưng mà với cái người tu thấu đạo rồi đó thì cái đó chỉ là nhân duyên của thời tiết, chứ còn mùa xuân trong lòng của mỗi người không bao giờ phai nhạt, không bao giờ phai nhạt. Cho nên Mãn Giác thiền sư mới có cái bài thơ đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Đừng có nghĩ rằng cái khổ mình hôm nay là the end, là kết liễu cuộc đời. Không có. Khổ rồi nó sẽ qua. Hoa nó rụng rồi, hoa nó nở trở lại. Quý vị nhìn tất cả cây cối ngoài đường nè, đó bây giờ có cái lá nào đâu, nhìn thấy buồn tẻ muốn chết, phải không? Nhưng mà tháng năm khí trời ấm áp, hoa lá nở trở lại. Đấy, quý vị thấy tháng trước cái cây khô này nè, do hai Phật tử người Mỹ chặt đem lên cho chùa để cắm hoa, cắm vô trong nước ấm, cứ vài ba ngày mình thay nước, cắm tới bữa nay lá tươi nó ra. Đó, thành thử ra đừng có nghĩ rằng thấy cây khô là nghĩ chết. Đủ cái duyên nó sẽ có mầm, có lá non trở lại. Chúng ta cũng thế. Đừng nghĩ rằng
một cái khổ nhỏ nào của mình nó là coi như là tận của cuộc đời rồi, không có đâu. Mà ai cũng dành khổ nhất hết đó. Khổ thì không thích, nhưng mà tới hồi than với người khác ấy, tôi nghĩ đời tôi chắc tôi là người khổ nhất, khổ cũng dành nhất. Lúc vui thì không thấy ai nói vui nhất hết đó. Nhưng mà khổ dành nhất là mà hỏi thích khổ không? Không thích khổ, nhưng mà hãy nói tới khổ là tôi khổ nhất. Hỏi chị số sao? Con tôi nó làm khổ tôi nhất. Nhưng mà con mình làm khổ hỏi mấy đứa? Dạ một đứa, ngó qua bà hàng xóm, năm đứa nó làm khổ bà kia, bà kia sáu đứa nó làm khổ bà kia. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc đời này ai cũng khổ hết. Nhưng mà nếu khổ mà chết thì cuộc đời này có gì đâu để nói. Khổ mà chúng ta vượt được, cái đó mới đáng nói. Cho nên cái mà cây hoa mà nó héo mà chúng ta dùng thì có gì để nói. Mà nó mới vừa héo chúng ta biết chữa nó, làm cho nó tươi tắn trở lên, cái đó mới điều nói. Thí dụ như bây giờ người của mình tóc nó bạc, cái mình đi nhuộm. Da nó nhăn, cái mình đi ủi. Rồi mình kiếm đủ cách mình làm cho mình đẹp lên, mình tươi tắn lên. Thì mình thấy rõ ràng không? Tóc ra dài mình cắt cho nó ngắn. Nói chung là người mình nhìn không đẹp thì mình tìm mọi cách làm cho nó đẹp. Cái đó mình mới trang điểm cái thân à. Tâm mình cũng phải làm thế. Khi mà tâm hồn mình đau khổ, mình phải đi tìm phương pháp để làm sao giúp cho tâm hồn mình giảm đi cái niềm đau nỗi khổ. Người ta có tất cả những công thức. Thậm chí cuộc đời này chỉ cần có những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi là mình làm được việc. Và ví dụ như mình mua một cái món hàng gì, cái ly nè, người ta dán cái giá lên đây là lâu ngày quá, cái keo nó dính về rửa không sạch, chui qua không ra. Chỉ cần lấy miếng bông gòn thấm miếng dầu dầu xanh á, chùi cái sạch trơn. Rồi á, mình nấu cháo á, mình hay quên, cháo nó trào ra cái nó dơ bếp. Người ta có cái mẹo, khi mình vo gạo mình nấu xong cho vô trong cái nồi cháo vài giọt dầu, nấu lỡ quên cháo nó cũng không trào. Thì cái gì nó cũng có một cái mẹo nhỏ là tự nhiên chúng ta vượt được. Thì Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, cái đầu tiên chúng ta có là chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin nơi giáo pháp. Nơi giáo pháp là gì? Là cái phương pháp, là con đường để giúp chúng ta vượt khổ. Cho nên mình theo đạo Phật không phải là mình theo một tín ngưỡng tôn giáo lại lục cầu sinh, mà chính chắn hơn hết là chúng ta đi theo một con đường giúp mình hết khổ, vượt khổ, giải khổ. Cho nên Phật mới dạy mình tất cả những cái cách để chúng ta chuyển hóa khổ đau, mà chúng ta mới gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Khi chúng ta mê lầm thì chúng ta khổ, khi chúng ta tỉnh thì chúng ta hết khổ hay là giảm khổ. Ví dụ như mình không chấp nhận già, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có con đời sống, có bản, có thân thể là phải có già nua. Mà khi chúng ta hiểu được cái hiện tướng thật của cuộc đời này, già nó đến cái mình không quá khổ. Buồn thì cũng có, nhưng mà không có khổ. Rồi hơn nữa là khi mình biết mình già rồi thì phải làm gì? Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống bây giờ phải chừng mực lại. Nói chung là khi mình biết mình già thì mình phải để ý tới sức khỏe. Hồi sáng này có một Phật tử năm nay 80 mấy tuổi rồi, thì bị bệnh rồi phải giải phẫu, cắt ruột, cắt gì đó, lên kể Pháp Hòa nghe. Pháp Hòa mới nói thôi, bây giờ mình đã 80 mấy tuổi, cũng may là mình phát hiện được cái bệnh, rồi họ chữa cho mình. Thân thể có thể khiếm khuyết, nhưng mà ít nhất tìm ra bệnh, chữa được cái bệnh đó, mà giữ được mình sống với con cháu như vậy cũng là may mắn rồi. Chứ có nhiều người phát hiện bệnh không gì hết là đi luôn, thiếu gì. Cho nên mình phải có niềm tin với Phật, với Pháp,
là con đường giúp chúng ta giải khổ. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin, gọi là tăng trưởng niềm tin. Mà người có niềm tin thì có một sức sống. Cho nên tại sao Đức Văn Thù Sư Lợi cởi trên con sư tử màu xanh? Vì màu xanh là tượng trưng cho sức sống, là hy vọng. Con sư tử là tựa là một con thú mạnh ở trong rừng, tượng trưng cho cái trí vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó dũng mãnh kiên cường như con sư tử. Mà màu xanh là tượng trưng cho màu hy vọng. Cho nên gia đình Phật tử, các em quanh Vũ, nó đeo cái hoa sen trắng, cái nền xanh lá cây, cũng tượng trưng cho màu của tuổi trẻ, màu vươn lên, niềm tin. Thứ hai là chúng ta tăng trưởng về giới. Giới là gì? Là đạo đức. Nói đơn giản là đạo đức. Giới là đạo đức. Con người mà sống có giữ luật, người đó có đạo đức. Bây giờ tất cả chúng ta, dù mình có đạo gì cũng biết, nhưng mà ai sống ở đời, trong xã hội nào, phải tuân thủ luật lệ của xã hội đó. Mà tuân thủ luật lệ của cái xã hội đó là mình đang gò mình. Những cái đó là luật lệ an ninh, an toàn trong trong quốc gia, trong đời sống thôi. Còn đối với tâm linh, chúng ta có những cái giới mà chúng ta giữ để bảo hộ lòng từ, bảo hộ hạnh phúc của mình và của người. Ví dụ như mình giữ giới không bao giờ mình đâm thọc chuyện của người khác, thì ngay đó thôi mình có đạo đức ở lời nói rồi. Mình nói ra lời gì người ta đều tin tưởng, vì mình không bao giờ nói tới nói lui cho hai bên bất hòa xích mích. Cho nên giới là gì? Đơn giản là giới là đạo đức, morality. Thế mà không có người nào sống ở đời này mà không có phải giữ giới cả. Người có giới là có đạo. Thứ ba là chúng ta tăng trưởng sự học hỏi. Thưa đại chúng, mình học ở trong trường có ngày hết. Trường học mình đi học có ngày hết lớp. Nhưng mà trường đời không bao giờ hết lớp. Hồi nhỏ mình học cái câu cha mẹ hay ru mình ngủ: con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái trường học mà chúng ta đi có ngày hết lớp, nhưng mà trường đời, một khi chúng ta lớn lên, chúng ta bước vào đời rồi, thì có lẽ cái trường đời này học hoài học không hết. 70 tuổi cũng có cái để học, 80 tuổi cũng có cái để học, 20 tuổi cũng có cái để học. Cho nên sống ở đời, nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không có biết. Mà người không biết thì sống gì? Sống mà không biết thì sống mê mờ. Còn sống với cái biết thì luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như mình chuẩn bị đi qua Canada chơi, ví dụ các vị ở xứ ấm chuẩn bị đi qua Canada chơi vào tháng 1, tháng 2, tự phải biết Canada lạnh, chuẩn bị cho mình cái áo lạnh. Tức là mình đi đâu mình phải biết cái nơi mình đi, thì mình phải chuẩn bị. Thì rõ ràng mình có biết thì mình không có bị sao? Bị quê mùa, bị gọi là người ta cười, hay là người ta xem mình như người không biết gì. Cho nên học hỏi không bao giờ dừng. Mà người xưa còn hay nhắc mình đó, cái học của mình đó, nó giống nó cái chỗ, cái học của nó rộng như một bầu trời vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái chí thì cái chí của mình nó giống như cái thang leo lên vậy đó, có ngày sẽ lên tới đỉnh. Cho nên bây giờ có một cái bằng chứng nè, hồi mình mới qua mình không biết tiếng Anh, vậy mà bây giờ mình biết tiếng Anh. Hồi mới qua mình không biết gì hết mà bây giờ mình biết rất nhiều, rõ ràng. Do đâu? Do mình học. Nhưng mà học đâu phải tới đó là hết đâu. Học hoài. Quý vị nào mà làm trong cái nghề computer thôi, quý vị phải update hoài những cái học. Vì không là mình sẽ bị lui dần và không còn đi kịp với cái hãng của mình, với những cái nhu cầu mà hãng xưởng của mình cần. Cho nên coi ngày nào còn làm trong cái hãng mà người ta có cái nhu cầu, mình phải biết về
những cái technology đó là mình phải biết. Như vậy sự học hỏi không dừng. Người không học như người đi đêm vậy đó. Nhân bất học minh minh như dạ hành. Người không đi học đêm mù mù mờ mờ như trong đi trong đêm tối. Quý vị thấy bữa nào mà lái trong cái sương mù đó, không biết đường để đi. Đó, hai cái đèn pha xe cũng không thấy vì sương mù dày đặc. Thì chúng ta sống ở đời mà không có sự học hỏi thì mờ mờ không biết gì. Cho nên không thể thiếu sự học hỏi. Mà nhờ có học hỏi cho nên mình mới tăng trưởng được cái trí tuệ. Thưa đại chúng, ở đời người ta thường gọi là học thức. Học thức là gì? Học thức là mình, cái thức là cái biết. Do học mà biết cho nên là học thức. Do học mà có trí cho nên gọi là trí thức. Vì nhờ vận dụng cái trí thức đó tu gọi là có trí tuệ. Cho nên trí tuệ khác với trí thức. Trí thức là thế học, trí tuệ là tư duy, là suy nghĩ, là quán chiếu, là tu tập. Cho nên những người mà người ta chế ra được những cái đặc biệt cho xã hội này, những người đó là trí tuệ đó. Mới đầu họ nương cái trí thức một phần, rồi họ tư duy, họ quán chiếu làm sao để họ chế cái này, làm cái kia cho nó hay. Những người đó là trí tuệ. Quý vị thấy không? Do học thức vận dụng với trí tuệ sáng chế ra được biết bao nhiêu thứ cho xã hội. Nội bây giờ mình thấy là cái phone, cái điện thoại là quá sức rồi. Nhưng mà chưa phải không? Có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa có những cái nó còn tinh tường tế hơn cái phone mà chúng ta đang cầm. Hồi đó mà ai có cái điện thoại, cái gì cái beeper là mình thấy sang rồi đó. Ai gọi vô nó kêu beep beep beep, cái bấm lên thấy số là thấy sang rồi, phải không? Là từ từ qua cái điện thoại nặng nặng túi đó. Mà bây giờ ai mà còn xài đó, ta kêu điện thoại cùi bắp. Bây giờ là phải iPhone 4. 4 là bây giờ dởm rồi. Bây giờ nó lên tới 90 gì đó. Nhưng mà 10 nó có dừng không? Không. Nhưng mà ai chế ra cái đó? Con người. Mà con người từ đâu mà có được? Do trí tuệ mà có. Do trí thức, nương trí thức sanh trí tuệ tạo ra. Cho nên á, cái người mà họ chế ra được bơm, họ chế ra cái này kia để họ khủng bố người khác đó, họ cũng thiền dữ lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, đó nó đưa đến cái tà tuệ. Chứ còn nếu mà thiền mà đưa đến chánh tuệ thì sẽ tạo ra những cái lợi ích cho xã hội, cho con người. Cho nên cái người đó vẫn có tuệ nha, chứ không thể nó không có tuệ. Họ không có tuệ sao họ chế được cái kiểu đó? Làm sao họ khủng bố được con người đến mức như vậy? Nhưng mà tiếc thay, cái tuệ đó nó không dẫn họ đi đến cái sáng chế để làm lợi ích, mà chỉ làm tổn hại thôi. Cho nên cái đó gọi là cũng là tuệ, nhưng mà tà tuệ, chứ không phải là chánh tuệ. Mà người có học hỏi là có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi, chúng ta sẵn sàng cống hiến. Mà cống hiến nhà Phật gọi là bố thí. Bố thí là gì? Là bán cho. Bán cho. Quý vị thấy như ông Bill Gates, tiền nhiều như vậy nhưng mà cuối cùng đâu làm gì? Bố thí. Tại vì ông hiểu được một điều, mình không có mang theo được gì hết á. Cái người mà có trí tuệ là quán chiếu nè. Bây giờ thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi làm, chúng ta hay nói vậy: tôi làm kiếm tiền để xài. Không có ai nói tôi làm kiếm tiền chết mang theo đó. Không ai nói vậy hết trơn á. Như vậy rõ ràng chân lý của cuộc đời là không có mang theo được. Mà nếu chúng ta có tiền rừng bạc biển đi nữa, chúng ta cũng để lại hết thôi. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng. Đổi thay máy tạo xoay vần. Máy tạo tức là cái thời gian con người đó. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, nhìn lên trời thấy một cái đám mây như một con chó, nó đang chạy vô, kêu người mấy đứa nhỏ ra coi, ra tới ngoài mây nó biến. Cuộc đời này nó nhanh như những đám mây vậy đó. Thấy mây nó bay, nó đẹp, nó có hình dáng gì đó rất đẹp, nhưng mà ở trong nhà chạy ra là mất, biến dạng rồi.
Quý vị thấy mới ngày nào, hồi nãy Pháp Hòa có thăm mấy bác, bây giờ hỏi tuổi lại mấy bác, bác nào cũng 80 mấy gần 90. Cái mình tưởng đâu mấy bác già, nhưng mà thiệt sự mấy bác đó mà lên tới hàng chín thì mình cũng gần hàng năm thôi. Ngày nào mấy bác qua đây mình còn rất nhỏ, bây giờ mình 40 mấy gần 50 tuổi thì các bác đó phải tới tuổi đó thôi. Cho nên là Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ, ông nội bà nội của các con bây giờ mất rồi, vì các vị đó lớn tuổi già và các con lớn rồi, thì đừng quên rằng khi mình lớn thì cha mẹ mình cũng già. Bây giờ cha mẹ mình đang thế cái chỗ mà ngày xưa ông bà mình mới tới tuổi đó đó, đó. Cho nên cuộc đời nó mau chóng. Và cái chúng ta cần phải có là gì? Hãy tha thứ những cái gì mà người khác lầm lỗi với mình cũng là bố thí. Đại chúng đừng có lầm bố thí là phải cho tiền của nha. Có nhiều khi mình tha cái lỗi cho người đó cũng là bố thí. Vì người ta lúc đó có nhiều con người ta làm lỗi, người ta không cần mình cho tiền, người ta chỉ cần mình cho cái sự hỷ xả thôi, cái sự bao dung của mình thôi là người ta hạnh phúc rồi. Cho nên mình á, lúc nào cũng có thể cho được hết, cho từ của cải cho đến cái nội tâm. Cho của cải đạo Phật gọi là ngoại tài, cho sự hỷ xả tha thứ bao dung đạo Phật gọi là nội tài. Còn người nào mà cho ví dụ như mình mất rồi mình cho cặp mắt, mình cho trái tim, mình cho lá lách, lá thận gì của mình cho người khác để ta chữa bệnh, cái đó cũng là nội tài. Mà còn cái nội tài sâu nữa là mình cho sự tha thứ, sự bao dung với ai đó nếu lỡ họ có lỗi với mình. Vì sao? Vì cuộc đời này nó ngắn lắm. Pháp Hòa có một cô Phật tử lấy chồng Mỹ, thì hai ông bà mới sang đây năm ngoái để ậu hai ông bà thọ thập thiện. Pháp Hòa truyền giới thập thiện cho hai ông bà tu, sức khỏe còn tốt lắm. Tháng 10 vừa rồi còn lên Texas dự khóa tu với Pháp Hòa. Sáng ngày hôm qua ổng email cho Pháp Hòa, ổng báo là bà xã ổng mất rồi. Thì Pháp Hòa mới hỏi thăm thì mới biết rằng bà bị stroke, bị tai biến, trở vô bệnh viện thì máu não tràn hết và chỉ có mấy tiếng sau bà chết. Ngày mấy Phật tử mới email cho Pháp Hòa nói, thầy ơi, bà đó mất rồi mà con không ngờ luôn, tuần rồi đi chùa còn gặp bà. Rồi bây giờ quý vị thấy không, lâu lâu quý vị vài ba tháng quý vị cũng lên chùa, cái bữa nào tấp ngang vô chùa cái thấy cái ông mình quen bữa nay sao ông ngồi ở đây, cái bà mình biết sao bữa nay ngồi ở đây, phải không? Thành thử ra khi nào mà mình có giận ai đó, nghe cái bài kinh hồi sáng mình tụng đó, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận, người nào không dễ thương lời nói, đừng có để ý tới lời nói họ, hãy để ý tới hành động của họ. Người nào mà không dễ thương hành động mà lời nói dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy quan tâm lời nói để thương họ. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn chút dễ thương. Thế nào gọi là còn chút dễ thương? Nó nói bậy nó bạ cả ngày, nó hành động rất là thấy ghét, vậy mà lâu lâu nó cũng thấy thương lắm. Tôi đang ngồi cái nó lợi nó đưa cho tôi cái bánh cái đó là còn lâu lâu chút dễ thương đó. Trời ơi, thường ngày nó nói bậy nói bạ lắm, nó hành động thấy ghét lắm, mà tự nhiên bữa đó nó phone tôi, nó hỏi tôi khỏe không. Đó là một chút dễ thương còn lại đó. Mình hãy thương cái chút dễ thương của người đó, để mà mình trước hết là cho mình được nhẹ nhàng. Người không dễ thương hành động, không dễ thương lời nói, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương. Nhưng mà nếu mà lỡ người đó hành một chút dễ thương cũng không còn nữa thì sao giờ đây? Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương thì sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất nói thương họ một chút nữa, biết sao không? Một người mà sống như vậy là một người rất đau khổ. Một người mà không có lời nói để người ta thương, không có hành động để người ta thương, tâm tư không còn gì để người ta thương, thì người đó quả thật là bị đáng thương. Tại vì họ quá nhiều khổ đau negative trong lòng họ.
Vì một người không còn gì để cho hết á, không có lời nói đẹp để cho, không có hành động dễ thương để cho, không có tâm tư dễ thương để cho, thì người như vậy quá khổ đau. Còn nếu ngược lại, một người lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh với người đó, thì mình thiệt là một người không biết thưởng thức, không biết tận hưởng, sống với một người tươi mát. Thế một người là hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm quá dễ thương, mà không chịu chơi với họ tôi ghét nó lắm, nó màu mè thì rõ ràng mình không có biết tìm một cái người mát, tươi để mình gần gũi. Cho nên ai mà hay hờn hay giận á, nên nghe lại bài kinh đó, đọc bài kinh đó, để chúng ta giảm cái hờn giận. Mà quý vị nghĩ một người mà một chút giận, hai chút hờn khổ không? Còn một người mà sống hỷ xả, sống bao dung, thoải mái lắm, ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon, mà cặp mắt nó không có tăng độ, tại vì không có hay quýt ai hết, người nào mình cũng nhìn bình thường. Cho nên năm thứ mà Phật dạy chúng ta cần có: niềm tin nè, giới nè, học hỏi nè, trí tuệ nè, bố thí nè. Năm cái bài, năm cái đó Phật giảng trong một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ. Và năm thứ mà chúng ta cần có, tăng trưởng nó lên, đừng để nó giảm. Nếu lỡ khi mình còn, thí dụ lúc mình có tiền mình cho, hôm nào mình hết tiền rồi, bây giờ về hưu hết tiền cho rồi, cho sự tha thứ, bao dung, thậm chí cho lời khuyên nhắc, cho lời nhắc nhở, đều là cho hết. Có nhiều khi đâu cần gì đâu, người ta bước vô mà ta gặp mình cười cái là ta gọi thoải mái rồi, ta thấy mình cười cái là ta thấy nhẹ rồi, rồi bữa nay bả vui rồi đó. Còn nếu ta bước vô mà ta thấy mình có bộ khó khăn quá, tự nhiên ta dội, ta không dám tới gần, mà ta không dám tới gần cái đấy, tự nhiên bữa nay gặp tôi né cái mình tăng trưởng cái hờn giận với người ta, tại ta thấy mình trước, người ta đang mua ta thấy mình, ta ngán trước. Cho nên sự bố thí đừng có lầm là phải cho tiền của, mà chúng ta có thể cho tất cả những cái gì trong khả năng của chúng ta. Cho nên bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, gọi là vô úy thí. Người ta đang buồn mình an ủi cũng là bố thí. Cho nên quý vị nhớ không, năm mới rồi, sắp sửa năm mới, chấm dứt năm cũ, mình hãy nên sống với cái tâm bao dung. Ai có dễ thương nhớ mấy cái dễ thương đó, rồi lỡ bữa nào mình thấy họ thấy ghét thì mình nhớ những cái bữa nào mình thấy thương, mình đem ra mình nhìn lại để mình tha được cho họ. Cho nên có một nhà thơ Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe đó, phải không? Hãy nhớ, hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy hay là nhớ lấy, đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ như hôm nào mình đã, trong đầu mình đã từng có những hình ảnh trăng đẹp, mây đẹp, hôm nào trời mịt mù, nhưng mình muốn diễn tả cho ai cảnh đẹp, trong tâm mình vẫn có để mình nói. Cũng như thế, một người nào dễ thương, mình hãy nhớ cái dễ thương được của họ. Để chi? Để bữa nào mình không thương họ được, mình đang giận họ, mình đem những cái hình ảnh dễ thương của họ ra để mình che lấp, để mình an ủi, tự nhiên mình vẫn bình thường được với họ. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, có thể hôm nào trăng không có, mặt trời không có, thì đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ hôm nay nè, trời mịt mù, không có nắng, nhưng mình đã từng có những ngày nắng đẹp chưa? Trong tâm mình đã từng có những hình ảnh nắng đẹp chưa? Có. Chỉ cần nhắc ra là nắng đẹp có liền. Trong cuộc sống này, dù một người làm việc rất nhỏ, nhưng mà họ cũng đã đóng góp vào trong cuộc sống của mình rất nhiều, thiếu họ không được. Mình hay ví dụ một cái bài ca, một ca dao á, mình nấu canh mà bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, đơn giản vậy thôi, có một tô canh là chín rồi, nhưng mà nếu có thêm miếng tiêu, miếng hành thì cái tô canh đó trọn vẹn. Trong cuộc sống của mình đó, đừng có nghĩ người ta là hành là ngò, không ra gì.
ta không ra gì thì cái tô canh của mình cũng chẳng ra chi. Thấy như vậy thì tự nhiên mình thấy rằng xung quanh mình, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, sau lưng tôi đây là người tôi thương tôi yêu. Cho nên trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái đều là những người, một là tôi thương tôi yêu, hai là tôi yêu tôi thương. Tôi thương tôi yêu và những người đó cũng là thương yêu tôi. Họ không thương mình họ đâu có tới. Họ đâu có thương mình, họ đâu có giúp mình. Họ có thương mình họ mới làm điều đó. Thì không có lý do gì để mình từ chối tình thương của họ cả. Ở trong trong cuộc sống á, chúng ta thường hay nghe một cái danh từ cô hồn. Cô hồn là gì? Là những cái vong hồn cô độc. Nhưng mà có những người á, không đợi chết mới thành cô hồn. Ngay trong cuộc sống này họ cũng đã trở thành cô hồn rồi. Tại vì cuộc sống của họ rất cô đơn, rất lẻ loi. Đôi khi họ đâu có thiếu ăn, nhưng mà họ thiếu một người bạn, họ thiếu một người hiểu họ, họ thiếu một người biết thương họ, họ thiếu một người biết lắng nghe họ. Cho nên phải cẩn thận, đôi khi ngồi sát bên mình là một cô hồn đó mà mình không biết. Mình cứ nghĩ người này hạnh phúc lắm, nhưng mà có những niềm đau lòng không nói hết. Họ nói không hết được những cái niềm đau nỗi khổ của họ. Mà nếu chúng ta là người có tuệ giác, có quán chiếu, có tĩnh lặng, thì chúng ta sẽ nhận ra những cái điều đó. Nếu mà mình thương con mình á, mình để tâm tới con mình á, chỉ cần nó đi học về mình nhìn cái nét mặt của nó thôi, cái tướng đi của nó thôi, cái cách ngồi nó ăn thôi là biết bữa nay có chuyện rồi đó. Nó ngồi nó nhơi lên nhơi xuống là mình biết rồi đó. Nó đi thiểu não là mình biết rồi đó. Còn bữa nào nó có niềm vui quấn quýt là mình thấy nó khác liền. Cho nên nếu mà mình có hiểu đó thì mới có thương. Mà đó là hai cái chất rất cần trong cuộc sống. Không có hiểu thì không thể thương. Mình quen biết một cái người á, có nhiều khi mình quen mà mình chưa biết. Gặp á, nhìn mặt quen mà, ồ tôi nhìn anh tôi quen anh lắm. Nhưng mà cái chữ biết ở đây á, nó sâu lắm. Là tại vì mình có gần gũi, có lắng nghe, có chịu hiểu thì mình mới biết. Chứ còn không thì chỉ quen mà không biết. Trong tình cảm á, nó có những cái tình cảm mới gặp gọi là sơ giao. Mới gặp là sơ giao, rồi bắt đầu xin số phone, mời đi ăn, mời đi uống cà phê, mời tới nhà chơi, gọi là kết giao. Rồi một ngày, hai ngày, nhiều năm, nhiều tháng, thâm giao. Còn nếu không á, gặp nhau hello hay là xã giao. Mà nếu mà gần quá bữa nào giận là xả giao, mà không phải giao giao kia mà giao dây đê. Cho nên kêu xả láng. Cho nên là mình có sơ giao, kết giao, thâm giao, xả giao. Như vậy thì cái tình cảm mình nó mỗi ngày nó đi như vậy. Vợ chồng mới gặp nhau cũng mới còn quen mà, rồi ở chung lâu ngày bắt đầu mới thành chồng thành vợ, rồi càng ở lâu càng hiểu. Nhưng mà không lẽ giờ hiểu người đó quá bỏ họ sao? Càng hiểu thì càng thương, tại vì quá trời cái tật. Giờ tôi không chịu khó thương, ai thương đây? Thôi người đó quá khó chịu, thôi thì mình chịu khó. Tu là gì? Tu là chuyển. À, người ta khó chịu thì mình chịu khó. Như vậy đó thì cuộc sống bắt đầu nó mới luôn luôn. Chứ còn nếu mà mình bây giờ thưa đại chúng là trong cuộc sống này mà ai mà không hợp với mình là mình bỏ ra hết, thì cuối cùng cũng có gì chứ.
Nhiều lúc có bà lặt rau á, ở đây rau nó mắc mà cộng mà nó hơi héo héo thôi, nó chưa có thật sự là nó hư, kệ để lại ăn. Nhiều khi mình lặt rau á thì mình cũng nghiệm ra được cuộc sống. Ai mà cũng mình cũng lặt bỏ hết á, chắc có lẽ trên đời mà không có người bạn nào hết trơn. Bởi vì có người nào mà không có tật, người không tật này cũng tật nọ, mà mình lặt riết hồ còn cộng. Cũng như vậy. Cho nên đạo Phật ở đâu? Đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Lặt rau cũng tìm ra được đạo Phật, quét nhà cũng tìm ra được đạo Phật. Mình có cái câu á, bói ra ma, quét nhà ra rác. Hỏng bươi thôi, bươi là có. Hỏng móc thôi, móc là có. Cho nên mới kêu trách móc, móc ra để trách. Con người mình đó là, nếu mình mà xứng xái thì cái gì cũng được hết, mà chịu móc cái tật của người đó ra không? Lúc nào cũng có. Cho nên ngồi đây không ai mà dám giơ tay nói tôi là người 100% khỏe mạnh hết á. Ai cũng có bệnh hết á, có điều là bệnh nặng, bệnh nhẹ, và thậm chí không bệnh gì hết cũng kiếm viên thuốc bổ uống ngừa bệnh. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta là, nếu chúng ta không sợ bệnh thì chúng ta đâu có uống thuốc, mà chúng ta chấp nhận bệnh chúng ta mới uống thuốc chứ. Cũng như thế, nếu mà chúng ta không sợ những cái tật, những cái sân si phiền não của ta thì chúng ta đâu có tu để làm gì? Tu để ngừa phiền não. Và nếu lỡ có phiền não rồi phải tu dữ nữa để làm cho phiền não nó tiêu tan. Thế thì không ai được nói rằng tu không cần tu. Tu là uống thuốc, uống thuốc để ngừa bệnh và uống thuốc để chữa bệnh. Người nào mà không có tật, mà tật là gì? Là do cái gì mà chúng ta làm mỗi ngày nó thành ra tật. Và nói theo đạo Phật là nghiệp. Nghiệp là gì? Là những cái gì chúng ta cứ làm đi làm lại lâu ngày nó thành ra nghiệp. Ví dụ như giờ mình đi chùa mỗi tuần gặp ai cũng mô Phật, về nhà nhiều khi lỡ bắt con cái mô Phật, người ta tưởng đâu lộn à, dạ xin lỗi chị, tôi quên, tôi tưởng tôi ở chùa. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp tốt. Nghiệp có hai loại, nghiệp xấu và nghiệp tốt. Nếu mình luyện, mình viết thành một cái thuần thuộc của tốt thì gọi là nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp. Còn nếu mà mình luyện riết mình thành ra một cái tật rất là dở, đó là ác nghiệp. Chữ ác á, không có nghĩa là chúng ta phải giết ai, hại ai. Chữ ác nghĩa là chúng ta làm, chúng ta nói, hành xử một cái gì mà làm cho người ta tổn thương. Người ta bị tổn thương bởi lời nói của mình, và mình bị tổn giảm cái hạnh đức. Chữ tổn giảm nghĩa là ác, chữ tăng ít nghĩa là thiện. Mình nói điều gì mà cho người ta thêm niềm vui, cho người ta thêm hạnh phúc là thiện. Mình hành xử làm sao để người ta cảm nhận được tình thương, cái thoải mái là thiện. Còn mình nói mà mình không khe cảm giác của người khác, mình không quan tâm tới người khác nghĩ gì, chỉ cần thỏa mãn cái giận tức của mình thôi, đó là ác. Có nhiều khi mình vỗ bàn mình nói tôi là vậy đó, thì người kia cũng vỗ bàn nói thì tôi sẽ cho ông như vậy luôn. Tôi sẽ cho bà như vậy luôn. Thì rốt cuộc vậy vậy là sao? Hai cục nghiệp nó gặp nhau. Hai cục nghiệp mà chọi nhau thì ai lãnh? Con mình nó lãnh, người thân mình nó lãnh. Cho nên đó, mình có tu á, cái câu mà nói là một người tu mà cả nhà được hưởng đó, nó không có trái với đạo lý nhân quả đâu. Không phải là chết được cứu ai, nhưng mà mình có tu là cả nhà mình chuyển dữ lắm, nhờ lắm. Thử bây giờ quý vị không tin, quý vị thử đi. Bắt đầu từ ngày mai hay chiều nay về, vợ chồng ký contract nha. Tháng này mình cố gắng đừng gây gỗ nha. Rồi mình thấy không khí trong nhà mình nó khác liền. Cái môi trường là từ đâu? Từ một cái cách sống của con người. Quý vị chỉ cần bước vô cái nhà đó mà thấy quá trời dơ luôn là biết rồi đó.
cái xung quanh đó làm sao nó nói lên được cái bản chất của con người. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Cái xung quanh là cái y báo, còn chính bản thân mình là chánh báo. Chánh báo tức là cái quả báo ngay nơi mình. Mình như thế nào là xung quanh nó như vậy. Người sạch sẽ là xung quanh nhà cửa gì đó cũng sạch. Người bê bối là nhìn bê bối. Người biết ăn mặc sang trọng, mặc đơn giản mà nhìn sang. Người cái gì cũng quệt lên hết, ta đâu kêu sang, cải lương. Có 10 chiếc nhẫn đeo hết 10 chiếc. Dây chuyền có nhiều đem vô hết. Mấy cái kẹp có nhiều kẹp lên hết. Nhiều khi đơn giản hai cái kẹp thôi. Thì người ta có cơ hội, ta nói tóc em dài, em cài hoa thiên lý, miệng em cười, anh để lý, anh thương. Nhiều khi người ta thương mình ở cái nét đơn giản, mà mình quá trời quá đất thì người ta cũng ngán mình lắm. Cho nên đó, quý vị thấy một cái người tu á, mà nhẹ nhàng, dễ thương, dễ chịu thì người ta sẽ dễ gần. Một cái người mà khó chịu, quạo quọ, câu có thì người ta ít gần. Tại vì bất đắc dĩ người ta phải gần thôi, chứ người ta chẳng muốn đâu. Cho nên đó, Đức Phật có nói một bài kinh, ở trong kinh có một bài kinh là kinh soi gương. Soi gương tức là mỗi người mình phải có một tấm kiếm để mình soi mặt, mặt mũi của mình. Không có người nào trong chúng ta mà trước khi đi ra mà không coi kiếm. Quý vị biết à, quý vị người đời mình còn tóc á, trước khi mình đi ra là mình phải nhìn vô kiếm coi tóc tai mình ok không. Các thầy thì thỉnh thoảng coi kiếm, mà đôi khi cái kiếm của các thầy là gì biết không? Cái bàn tay nè. Cạo tóc xong rồi lấy cái bàn tay rờ vào cái chỗ nào nó cộm cộm là biết chỗ đó chưa sạch, thì lấy cái dao vào đem tới đó gọt cho nó sạch. Biết rằng tu là không cần đẹp, mà cạo đầu phải cho láng, chân láng phải cười chết. Cạo đầu mà còn lớn chỗ, tôi thấy ông thầy này cạo đầu cũng sạch. Thành thử ra cho dù mình đơn giản, mà mình cuộc sống mình đơn giản đến mức là cạo đầu, nhưng cũng phải cạo coi cho nó được chứ. Cạo mà chỗ chỗ ta kêu giống như bắp mà cạp. Hay là ta kêu là cắt tóc mà. Cho nên cạo cũng phải cạo cho sạch. Cả đời người tu chỉ có mấy bộ đồ đó thôi, nhưng mà không có được mặc đồ nhăn. Nhăn nhó mặc đâu có được. Không muốn nhăn thì phải vừa sấy xong phải đem nó ra liền. Cuộc đời này cũng vậy. Mình không muốn mình trở thành một người khó thương, thì khi mình vừa nổi cơn giận lên là phải biết liền để chỉnh liền, chứ đừng để nó bộc phát. Không có tội lỗi gì khi phải phát lên giận. Nhưng mà cái ở đây quan trọng là mình biết mình giận. Có nhiều khi hồi nãy Pháp Hòa ví dụ đó, có nhiều khi này, cái dĩa này với cái ly này nó đâu phải bộ đâu, cái này là mình ráp nè. Mình đi tìm một cái người đối tượng của mình cho nó hợp. Sao hợp được nếu mình không ráng hợp? Có nhiều khi chồng Bắc và vợ Nam, hai thế giới. Chồng muốn diễn tả sông Hương hay gì, chồng muốn diễn tả Hồ Tây, vợ không có cảm giác gì hết, tại chỉ có ra ngoài đâu biết. Rồi vợ muốn nói về hàng dừa, cây tre, chồng cũng chả thấy được. Thế rồi cuối cùng rồi phải ngồi lại với nhau, thường kể cho nhau nghe, thậm chí dắt nhau đi về quê của nhau để hiểu được hoàn cảnh của đời sống nhau. Cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta phải đi đến và giới thiệu cho nhau. Ở trong mấy cái trung tâm tu thường thường có người nào mới đến là mình hay mời các vị đó. Dạ xin mời chị đứng lên giới thiệu. Dạ em tên là gì đó, pháp danh gì, ở đâu đến. Thậm chí mình ngồi chung một cái buổi tọa đàm nói chuyện, đông quá đâu có ai biết mình là ai. Mình giới thiệu. Giới thiệu để chi? Để người ta hiểu mình, ta biết mình từ đâu tới.
mình nói những cái điều đó thôi đó, ồ cái chị này chỉ ở đó, thành thử chỉ dùng cái từ ở đó, người ta không có trách. Ví dụ như người ta biết là mình là người Huế mà mình thấy hồi sáng này em đi chợ em gặp mụ đó, nó trời sao kêu nặng quá vậy, kêu người ta bằng mụ. Nhưng mình hiểu à, cô này ở Huế, cổ gọi chữ mụ là không có gì sai hết, không có gì nặng hết. Thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu được nhau thì mình thông cảm. Cho nên chữ cảm á, là mình đã cảm được cái tình thương của nhau, cái tật của nhau rồi là chúng ta thông cảm. Có khi gọi là cảm thông, cảm rồi mới thông. Người ta nói mình không cảm được gì hết á, trách móc đủ thứ, tới hồi ô tôi hiểu ra rồi, từ đó cảm cho nó thông hết buồn. Rồi càng thông thì càng cảm, cho nên cảm thông cũng được mà thông cảm cũng tốt. Người ta hát một bài hát, bài hát thật là hay mà ta hát bằng cả trái tim người ta đưa trái tim người ta đi vào bài hát, thì mình nghe xong mình nói wow, cái người này hát truyền cảm quá. Họ truyền cái tình cảm của họ, mình nghe mình cảm được. Người hát cũng phải hát cho truyền cảm. Cho nên mình nghe nhạc á, không phải mình chỉ nghe cái âm nhạc, tiếng nhạc, mà mình nghe luôn cả lời nhạc, để mình hiểu được tâm tình của người nhạc sĩ. Và người ca sĩ cũng sẽ đọc cái bài hát đó nhung nhuyễn để hiểu được cái lời, cái tâm tình của người viết nhạc, để diễn đạt cái bài nhạc cho nó tới. Cho nên đạo Phật á, không phải chỉ là một tôn giáo như chúng ta nghĩ tới cúng bái van xin. Đạo Phật là một cách sống mà chúng ta có thể tìm ra được cách sống này mạn bạc trong cuộc đời của mình. Nếu không có cuộc đời sẽ không có đạo Phật. Đạo Phật là để cho con người, bởi vì con người có mặt ở đây và con người rất nhiều những khổ lụy, cho nên đạo Phật có mặt để giúp cho những cái khổ lụy đó nó được chuyển hóa. Cho nên thường nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nếu người mà khổ về thân, đạo Phật có một bài giảng nói về cái khổ của thân, những cái cấu tạo của thân, để người đó giải đi cái đau khổ, cái chấp trước về thân. Thân bất tịnh, thân này là do bốn chất đất nước gió lửa nó hợp lại. Nếu mình bị dính mắc về thân, hôm nào mà da nó nhăn, mắt nó mờ, đủ thứ thay đổi đau khổ quá, vì không chấp nhận được cái thay đổi đó. Nghe bài giảng nói về cái cấu tạo, cái phối hợp của cái thân, rồi cái sự thật về sắc thân, để chúng ta giảm cái niềm đau nỗi khổ về thân. Mình thương người đó quá, bây giờ người đó đi rồi mình chấp nhận không được. Nghe một bài nói về vô thường, tự nhiên mình giảm được cái cuộc đời, giảm được cái khổ về dính mắc. Mà bây giờ nói vô thường để chi? Để cho chúng ta trân trọng sự có mặt của nhau ngay trong giây phút hiện tại này. Có cái bài hát đó, nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ, nếu có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai tôi đi rồi mới tốt. Tại vì một cái xác chết không có hiểu được cái gì mình muốn nói hết. Cho nên bây giờ, thế giới bây giờ, người ta liên lạc với nhau bằng iPhone nhiều lắm. Nhưng mà cái iPhone nó đâu có cảm tình. Chỉ có trái tim với trái tim mới rung động được. Cho nên nhà Phật có một cái danh từ gọi là truyền tâm ấn. Lấy cái tâm của người thầy truyền vào tâm của người đệ tử. Mình sống như thế nào mà mỗi ngày lấy tâm truyền tâm, chứ không phải lấy iPhone truyền với nhau. Nó chỉ là một phương tiện. Nó là phương tiện chứ nó chưa phải là rốt ráo, là cứu cánh để nó cứu khổ cho mình. Vật chất là phương tiện để giúp cho mình thuận lợi dễ dàng trong cuộc sống, chứ không phải là cái cứu cánh giúp cho mình đau hết khổ đau đâu. Mà bây giờ thấy hình như mình đau khổ vì nó hơi nhiều.
Chỉ cần dở cái form ra mà nhìn xô cái form mà còn có 20% pin thôi là quấn quýt lên đi kiếm chỗ ghim điện. Đi tới đâu cũng hỏi nhà có chỗ ghim điện không. Thậm chí bây giờ lên xe cũng phải ghim vô liền, chứ không thôi miss một cái form kho chịu không nổi. Đang ngồi nói chuyện với nhau vậy mà chỉ cần cái phone kia nó tiếng to cái là bấm liền coi ai nhắn. Quên mất tiêu người trong trước mặt. Nó đâu có gì tội đâu. Nhưng mà nếu mà mình chúng ta sống mà cứ quên lãng như vậy vài thì từ từ người kia sẽ chán mình. Anh sống gần tôi mà anh không có hồn với tôi. Anh đang nói chuyện với tôi mà hồn anh gửi vô cái đó. Thành nữ ra một lần thì có thể được, nhiều lần thì bắt đầu người ta bắt đầu chán chường. Cho nên cuộc sống này nó trở nên vô vị. Bởi vì con người không có bao giờ ngồi gần, bây giờ là càng ngày mình không có tiếp xúc với nhau nhiều nữa. Đi làm về là laptop, computer. Có nhiều đứa con nó ngồi nguyên một ngày với computer. Nó chố mắt vô nó nhìn vậy mà ba mẹ nó đi ngang đau lưng đâu hề biết. Ăn cơm chưa nó chẳng hay. Quý vị để ý có phải như vậy không? Chúng ta cứ nhiều khi là có một bộ phim rồi ngồi luyện, quên hết cái gì của xung quanh. Thậm chí mà mình tu dữ lắm nha, tối nay 7 giờ tụng kinh mà phim nó hết ngay cái chỗ này, trời ơi tới cái tập cuối này rồi hai đứa nó gây lộn này, rồi hết phim ngay chỗ đó à, bỏ vô cái cuốn kế rồi nó gây rồi kết buồn sao rồi đi tụng kinh. Bỏ vô cuốn kế. Cho nên mấy cái nhà làm phim á, mà họ cắt phim nó cũng đúng lúc, cắt ngay chỗ đánh cái rầm cái không biết chết không. Mình phải bỏ cuốn kế vô mình coi có nó chết chưa, mà mình nhất định là chết rồi mình mới chịu. Chết rồi mới đi tụng kinh. Chắc là muốn coi chết chưa để cầu siêu luôn sao vậy. Pháp Hòa không có bác cái chuyện technology. Nhưng mà bây giờ con người mình mà sống mà thiếu, mình thiếu thốn cái đó mình chịu không nổi. Hồi xưa mình khác nha, trời ơi thiếu thốn em anh chịu nổi. Nhà vắng quá. Mà bây giờ là không cần. Bà đi đâu bà đi, ông đi đâu ông đi, tôi có cái phone đủ rồi. Thậm chí ngủ phải để cái phone kế bên, nửa đêm bấm ai nhắn, chi cho nó khổ vậy. Cho nên mà mình biết là nếu mình rơi vào cái trường hợp như vậy là biết đã đến lúc rồi đó. Mình phải có cơ hội mình nhìn lại, quán chiếu trở lại. Trời ơi, mình một thương một cái người nào đó, mình gửi quá trời những cái icon. Vui, buồn, ôi đủ thứ hết mà người trước mặt chưa hề nói một câu. Cái người đâu đâu á, tim gửi liên tục luôn. Mà người trước mặt không hề có một cái cảm giác gì hết. Cho nên Phật nghĩa là giác, ma nghĩa là mê. Khi nào mình tỉnh là mình là Phật, mình mê là mình là ma. Vậy thì bây giờ mình theo đạo Phật nghĩa là mình theo cái con người giác ngộ, con đường giác ngộ. Hễ mình tỉnh ra những cái gì mình đang sống sai thì chỉnh nó lại. Đây cái ly này mà nếu mà để méo vậy mà ai đi ngang cũng không bao giờ quan tâm tới nó thì mãi mãi nó méo. Mà chỉ cần một người đi ngang thôi, không cần hai mắt nữa, một mắt nhìn cũng thấy méo mà. Chỉ cần lấy bàn tay chỉnh nó lại vậy, nó ngay liền tức khắc. Cuộc sống là cần quan tâm. Cái nhà của mình mỗi người phải dán mắt vô một chút. Chồng đi làm về thấy nồi cơm hết mà cũng hết rồi là thôi, chứ không có nghĩ tới cái thứ hai là thôi phụ vợ nấu nồi cơm đi, lát vợ về làm đồ ăn cái bớt được giờ ít giờ. Mà bả về mà cơm nấu bả tưởng đâu nồi cơm còn, bả nấu đồ ăn ra dọn chén không có cơm là bắt đầu có chuyện rồi. Cho nên mình muốn cái quan, cái cuộc sống là mình, cái quan trọng là mình có dán tâm mình vào trong đó. Một cái nhà mà chồng không hề biết gì trong nhà, vợ không hề biết gì, con không hề biết gì, thì cái đó nó đâu kêu cái mái gia đình nữa. Nó chỉ cái nhà thôi, ở chung vậy thôi chứ không có gia đình gì hết.
tiếng Anh nó rõ home hay là house, hay là cái house là cái family. Family là không phải mạnh ai nấy ngồi, family là phải có chung. Thôi thì hôm nay trong cái buổi thưa chuyện với đại chúng ngày Chủ nhật, Pháp Hòa nhân mượn cái chuyện là thời tiết vô thường để nhắc nhở chúng ta thêm một chút nữa cái ý nghĩa mà chúng ta làm sao chúng ta ứng dụng Phật, đạo Phật trong đời sống của mình. Đạo Phật không hề xa mình một chút nào hết, ngay trong cuộc sống của mình. Bất cứ lúc nào mình nói điều gì sai, tỉnh giấc lại liền, mình nói vậy quá đáng. Lúc đó là mình là Phật. Cái giây phút mình nói sai là mình ma, giật mình lại là Phật. Cứ mỗi ngày mình chuyển ma thành Phật, chuyển ma thành Phật, cho đến mình trở thành một Đức Phật toàn vẹn. Thế là mình tu thôi. Tu nghĩa là chỉnh, chỉ cần để ý tới. Cho nên ngay cả lúc mình ngồi thiền cũng chưa chắc mình ngồi đã ngay à. Nhiều lúc ngồi méo xẹo à. Thì cái vị mà người ta đi xung quanh đó, người ta chỉnh mình lại, người ta nói là cái lưng mình ngồi không thẳng nè, cái vai mình ngồi méo nè, cái cổ mình ngồi cúi quá nè. Ngồi thiền mà đôi ly mình quên đó, mình ngồi không đúng cách, thì có một vị đi ngang, cái vị đó gọi là giám thiền. Cái vị đó đi xung quanh và để điều chỉnh là cái cách ngồi của mình. Cũng như vậy, trong cuộc sống mà chúng ta cần có sự nhắc nhở với nhau. Ai không đúng thì chúng ta nhắc, mà chúng ta biết cách nhắc. Nhắc trong cái nhỏ nhẹ, cái ôn hòa, để làm cho cuộc sống này nó tươi tốt hơn. Ai cũng cần tưới hoa hết á, không có người nào mà không cần tưới hết á. Có nhiều người nói tôi không cần khen, đừng có khen tôi không thích. Nhưng mà thử chê hoài coi, đời nào mà làm nữa, làm lần thôi chứ làm mà bị chê bức quá tâm. Cho nên ai cũng cần được thương và ai cũng phải thương. Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp á, chúng ta có hai phần gọi là phước và trí. Người tu á, là không thể nào mà thiếu phước được. Bởi vì khi mình thiếu phước á, thì cái đường tu của mình nó rất nhiều những cái chông gai, khó mà thuận lợi được. Hay nói tóm lại, dù là người xuất gia hay người tại gia thì ai cũng cần có phước. Ví dụ như người tại gia mà không có phước thì sao? Gặp nhiều khó khăn. Thí dụ mình muốn tu mà gặp trở ngại, mình muốn tu, mình muốn làm việc này việc kia mà cứ bị nhiều cái chông gai, những cái chướng, thì cái đó cũng không thể đủ cái thuận được. Hay là thí dụ bây giờ mình muốn làm ăn, mà sao người ta làm ăn thấy tà tà mà người ta vẫn có ăn. Còn mình làm, người ta làm chơi mà ăn thiệt, còn mình làm thiệt mà cũng không có ăn, chứ đừng có ăn chơi à. Tại sao? Cái đó nó cũng phải tùy vào cái phước của mỗi người. Và cái phước mà chúng ta đang hưởng hiện đời này đó, gọi là phước hữu lậu. Phước mà mình đang hưởng là thí dụ như có quần áo mặc, có nhà cửa, có đầy đủ những cái phương tiện vật chất mà hiện tại chúng ta đang có. Phước đó gọi là phước hữu lậu. Phước hữu lậu là phước gì? Cái phước đó là có ngày nó hết. Cái phước đó là do mình phải tạo ra, nhưng mà nếu mình hưởng thì có ngày nó hết. Tức cái, hoặc là nói cái phước đang hiện hữu trên thế gian này. Còn phước vô lậu là phước gì? Phước vô lậu là do mình tu tập, do mình ẩn tứa cái hạnh đức ở bên trong. Ví dụ mình đi vô trong chùa mình làm công quả, và người ta thấy rõ ràng mình có sắc rau nè, mình có rửa chén nè, đó, cái đó là phước hữu lậu đó. À, nhưng mà có một người nào đó tới xăm soi mình à, hay là nói móc nói mỏ mình mà mình nhịn được, mình không có để bụng những cái chuyện đó đó, cái đó là phước vô lậu. Vậy thì trong cái phước hữu lậu nó có cơ hội để mình tạo phước vô lậu. Bởi vì tại sao? Tại vì phước vô lậu là cái không phải là do bằng cái hình tướng mà có. Cái đó là gì? Vô. Vậy thì mình người tu á, nếu mà nói tôi cũng cần phước, tôi cần trí thôi, cũng giống như là mình ngồi mình vô chùa mình nghĩ là ôi
đi vô chùa mình chỉ có học thôi, thì cái người đó mình được cái trí, mình được có cái hiểu biết, nhưng mà bù lại không có ăn. Tại sao? Tại hàng ngày mình không có tạo phước. Cho nên người tu là bất cứ cơ hội nào mình tạo được cái phước là mình phải làm. Tại vì nếu mà mình thiếu phước rồi hả, minh sư cũng không được gặp, thiện hữu tri thức cũng không được gặp, đạo tràng tốt để mà tu tập cũng không được gặp. Cho nên đời này mình được cái phước á, mình kiểm lại. Thân người có được một phước rồi, làm người, được làm người là một phước rồi. Nhưng mà cái người này lành lặn thân căn hay không, sáu căn đầy đủ không? À có, hai phước rồi. Được gặp Phật Pháp không? Có. Nhưng mà gặp rồi mà có chịu nghe không? À, có nhiều người gặp nhưng mà không nghe. Học có nhiều người, người ta đi cầu Pháp, người ta 10 tiếng lái xe, 20 tiếng lái xe. Chơi có nhiều người gặp Phật Pháp là một phước, nhưng mà chịu nghe Phật Pháp không lại là phước nữa. Đó, cũng giống như mình đi vô chùa, mình đi vậy. Có nhiều người vô chùa nhưng mà đi vòng vòng, kêu đạo vòng. Đạo vòng là đi vòng vòng, tới hồi thầy giảng kiếm gốc cây ngồi ngủ kêu đạo gốc. cũng có đạo vậy. Đạo tôi đạo Phật đạo gốc mà này gốc cây. Đạo vòng là đi vòng vòng, không có chịu tu tập. Cho nên nhiều khi mình ở một cái nơi biên địa chiến tranh, hoặc là mình ở cái nơi hẻo lánh, tăng không có tới. Trường hợp đó cũng nằm ở trong cái thiếu phước. Hay là nhiều khi mình muốn tu, mình có phước, mình được gặp, được nghe, nhưng mình lại bị trở ngại. Người này cản trở mình, người kia cản trở mình. Cho nên mình mới thấy không phải muốn tu là được. Hay là cuộc sống này hàng ngày, nhiều khi mình muốn yên thân, mình sống cuộc đời bình thường cũng không phải dễ ạ. Phải có phước mới được. Tại sao? Mình không có phước rồi, mình rớt cái chén cũng bị người ta la. Mình cầm cây chổi cũng bị người ta hấy. Nhưng mà chính cái lúc đó là mình cơ hội tạo được cái phước vô lậu. Tại vì đưa mình tới cái chỗ thành tựu lớn. Chứ tại sao các, thí dụ như Đức Phật đi, ngày đi tu, hay là các vị Bồ Tát, hay các bậc Thánh Tăng, hay là các vị Hòa Thượng đời này mình nghe, sao đời tu các ngài nó thuận? Tại vì các ngài nhiều đời huân tu, cái phước vô lậu rồi. Còn mình bây giờ á, mới vừa chừng chút xíu nào thôi là mình đã hất đổ rồi. Có nhiều khi bưng nguyên chén từ từ vậy đó. Từ sáng giờ sợ đổ lắm. Mà tới hồi mà gặp chuyện gì mà thấy bất bình rồi là sẵn sàng trút đổ cái chén đó, mà mình không hay không biết gì hết. Cho nên quý vị nhớ là người có phước thì mới thành tựu, mới trọn vẹn được tất cả. Không có phước là không làm gì được hết. Thí dụ giờ nè, trời sao ta sướng quá, ta nằm đâu ngủ đó, cái trời chỉ có phước ghê. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi. Hằng ngày mình gặp người nào mình ngủ, mình nằm hoài, mình nghe bà đó, bà đợi đủ kiểu hết mà mình cũng không ngủ. Vậy thì khi mà mình thấy người ta ngủ ngon, mình cũng nói trời, bà này bà có phước ghê nha. Ông này cũng có phước ghê, ông nằm xuống trong ngủ, mà còn tôi nằm hoài tôi không ngủ. Đó. Rồi mình thấy người ta ăn mình cũng phát rầu nữa. Tại sao thế? Người ta ăn thấy ngon lành, mình ăn thấy nó mệt mỏi. Cho nên cái gì cũng mình, người đời gặp nhau, ai mình thấy người ta có một cái gì mà nó thuận, mà nó ngon lành, nó dễ dàng, thì mình nói là sao? Có phước. Vậy thì đại chúng thấy phước là gì? Là những điều kiện thuận lợi tốt lành mà chúng ta đang có. Vậy thì hiện đời này không phải chúng ta không có phước nha, có cái điều là chúng ta có nhận ra phước hay không, và chúng ta có chịu tiếp tục tạo phước nữa hay không để chúng ta tiếp tục hưởng nữa. Có phước không hưởng hết, tại vì hưởng hết thì sẽ nghèo cùng. Cho nên người xưa thường nói vậy đó, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sẽ hết. À, hưởng mà thí dụ như mình ăn họ ăn ăn trái mít, à, gọt trái mít ra ăn ăn muối xong rồi sơ á, thì đem xào xả hột rồi đem luộc thì xong rồi không có gì để ăn hết, phải không? Còn thí dụ bây giờ mình ăn hết nhưng mà cũng phải trừa vài hột mình trồng thì biết đâu chừng mình có được cây mít. Còn giờ ăn có cây mít à,
muối mít thì ăn đành rồi, sơ mít cũng xé nhỏ ra, sắc nhuyễn nhuyễn ra rồi xào xả ăn cơm, rồi hột mít đem luộc, rồi thì không còn gì hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Cho nên thí dụ đời này mình gặp một cái duyên gì, mình tạo được một chút phước thì mình nên làm. Mà đặc biệt là trong cái tinh thần kinh U Bà Tắc giới mà chúng ta đang học là nói về sự bố thí rất nhiều, và chỉ dẫn cho chúng ta những phương pháp tu tập như thế nào để trong khi chúng ta bố thí là phước, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn có được cái vô lậu. Tại vì thí dụ như là mình cầm tiền mình cho người ta, hay là mình đưa cho người ta ăn chén cơm, là cái gì? Phước đó, phước gì? Phước hữu lậu. Nhưng mà người ta vừa cầm chén cơm người ta ăn, nói trời sao cơm chị nấu không ngon vậy, là mình phừng phừng vừa lên rồi. Cái lúc mà người ta nói câu đó mà mình nói thôi chị, bữa nay tại tôi hết đồ ăn rồi, tôi còn có vậy thôi, chị ăn đỡ đi. Tức là thay vì mình trở mặt mình nói cái bà này, cái ông này đã cho ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa, mình nổi giận lên là mình mất đi cái phước vô lậu. Mình nhờ người đó, nhiều khi cho người mình, nhiều khi mình làm phước chưa chắc được cảm ơn. Nhiều khi mình giúp người ta chưa chắc được cảm ơn nha. Cho nên có một cái phải ghi lòng, coi thi ân như đôi dép bỏ. Đó là cái câu mà trong 10 điều tâm niệm nói đó. Thấy không? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, nhớ không? Vì thì tham dục dễ sanh đó. Bố thí giúp người đừng mong cầu báo, tại vì mình có cầu báo đáp, nghĩa là thi ân mà có mưu đồ. Vậy thì cái câu kết luận của Phật, Đức Phật dạy coi thi ân như đôi dép bỏ, tức là những gì mình làm. Nói như vậy không có nghĩa là mình vừa đưa chén cơm ta nói cảm ơn nó khỏi, coi thi ân như đôi dép bỏ. Thì cái này không được nha. Cái này là mất luôn cả hữu mà cả mất hết. Tức là cái câu đó Phật dặn, gọi là tâm niệm là gì? Tâm niệm là gì? Là để trong lòng mình nhớ nghĩ. Tâm niệm là luôn luôn mình để trong lòng nhớ nghĩ, để khi hữu sự á, mình đem cái câu đó ra để mình ứng xử, chứ không phải mình ta vừa nói dứt cái nó khỏi. Tôi coi thi ân như đôi dép bỏ, nói sao chị nói tôi vậy, nó Phật dạy vậy đó. Cái này nguy hiểm ha. Cho nên mình vừa xong mình tạo cái phước, vừa xong cái mình nói ta một câu, người ta nghe người ta xoắn ốc, nhũng não. Nói theo bây giờ mấy cái từ mấy đứa vợ nó nói, nghe nói chuyện sao nhũng não. Cho nên là chúng làm cái gì bố thí thì bố thí thanh tịnh là vậy đó. Thanh tịnh nghĩa là trong khi chúng ta làm, chúng ta thấy đủ duyên chúng ta làm, không hề có một chút gọi là cầu cái gì hết, và cũng không hề có một chút nghĩ ngợi gì hết. Trong cuộc sống của mình cũng giống như mình có 10 đồng trong túi, đi trên đường nếu mình có cơ hội mình gặp cái người đó mà mình nghĩ là mình không có xài gì hết á, mình có khả năng giúp cho người này một đồng thì cứ móc ra mình giúp đồng rồi xong là thôi, chứ không có nghĩ gì hết. Vì sao? Vì chưa chắc mình có cái duyên á, gặp lại được một người nào đó họ xin mình. Có nhiều khi mình đến cái lúc mà mình muốn cho cái mình lại có việc mình xài, hay là mình không còn tiền trong túi thì không có cơ hội. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều Pháp Hòa muốn thưa là cái phước nó quan trọng lắm. Người không có phước thì cái gì cũng không xong, dù là tu hay là mình sống ở đời cũng vậy. Cho cái đặc biệt trong Phật giáo chúng ta có cái chương trình gọi là chương trình công quả. Mình đóng góp công sức của mình trong mọi lĩnh vực, mình đi hộ niệm người mất cũng là một cái công đức. Mà công đức đó đó, mình trước hết mình đến có mặt cho người sống nè, người ta thấy sự có mặt đông đảo của mình tự nhiên ta ấm lòng. Rồi thứ hai nữa gì, biết đâu chừng cái lời kinh tiếng kệ âm điệu của mình có thể làm thức tỉnh người ta trong cái giây phút đó, cũng là một công đức. Rồi khi mà mình đến, mình có mặt cho người mất, mà nếu người mất đó trong cái âm lặng đó, cái thầm lặng đó, họ nghe được cái lời khai thị của mình, họ tỉnh ngộ, cũng là cái phước. Cho nên đi hộ niệm cho người mất cũng có phước, đi thăm người bệnh cũng có phước, chở người đi chùa cũng có phước.
Thì quý vị cứ nhớ là bất cứ lúc nào mình làm được việc gì, thậm chí mình thấy được cái là cái điều tốt của người ta cũng là cái phước của mình. Sao nhiều khi người ta có cái tốt quá trời mà không thấy, mà cứ thấy cái tật của người ta không, thì cái đó cũng là cái mà điều chúng ta phải suy nghĩ lại, là chúng ta có cái, sao chúng ta có cái phước chúng ta nhìn người mà không có cái phước nhìn cái tốt, mà cứ toàn thấy cái xấu của người ta. Thật ra nhiều khi mình ráp lại mình thấy cái xấu không đó, cái đó cũng phải coi chừng lại mình, coi mình có cái phước gì. Người ta có quá trời cái tốt mà tại sao mình không thấy, để mình học. Rồi bây giờ ví dụ mình thấy những cái tật xấu của người ta, thấy để làm gì? Để rồi mình tự mình tu tập để mình có cái phước cho chính mình. Hay thấy xấu của người ta mà để mình mất phước của mình, là mình nói đi, mình tuyên bố mình nói đi, hay là mình chê trách đi, mình tuyên bày đi, những cái đó cũng không nên. Cho nên cái điều đó chúng ta tu tập là chúng ta có cái cơ hội để chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta nhìn lại coi cái mình sử dụng cái phước hàng ngày của mình đó làm sao. Sử dụng cái phước hàng ngày của mình sao? Ví dụ như có nhiều người đại chúng có cái cách này nè để đại chúng siêng năng được. Có nhiều khi mình làm cái mình suy nghĩ như vậy nè. Trời, có nhiều người người ta ước ao, người ta thấy chữ người ta đọc, người ta thấy được Phật người ta lại. Có nhiều người bây giờ chân cẳng đau muốn lại Phật một lại cũng không được. Còn mình giờ mình còn cái phước mà sao mình không ra lại Phật. Nhiều khi mình nghĩ vậy thôi, cái tự nhiên cái sự tinh tấn của mình nó dõng bảnh lên liền. Đây là pháp hòa thực tập đó nha. Cái đó là hòa thực tập á. Để họ, cho hồi bữa chú Trung Chánh trên đường đi về Tây Thiên về, chú mới hỏi hồi thầy còn là Sa Di, thầy đã tạo cái chương trình cho thầy như thế nào trong cái mùa hè. Thầy qua mới kể là tự thầy, không ai nhắc biểu, không ai dạy dỗ, không ai làm gì hết. Tự thầy mùa hè là tự thầy lập ra một cái chương trình cho thầy. Sáng mấy giờ dậy và làm tất cả những công việc. Bây giờ công việc bếp núc, công việc này, công việc kia của tất cả các chú, các cô bây giờ là ngày xưa là của một người. Bây giờ công việc đó được chia, à người này bắt điện thoại, người này nấu ăn vậy đó. Nhưng mà ngày xưa tất cả việc đó của Pháp Hòa làm. Công phu chiều, cúng ngọ, tụng kinh, thậm chí đám sám gì, một mình làm hết. Thấy không? Thế còn bây giờ á, mình thấy mình được cái duyên trong chúng, mình được chúng che chở cho mình, bảo bọc, chia sẻ cho mình. Vì vậy cho nên á, cái tu tập á, là do mình biết suy nghĩ, rồi mình tinh tấn dõng mãnh. Nhiều giống như có một lần có qua lại Ngũ Bách Danh đó, mà lại cái mình bắt đầu mình hơi lười lười, cái mình suy nghĩ mình nói còn có 10 lại nữa mà sao không ráng, lỡ mình không có cơ hội mình lại nữa làm sao. Cái mình suy nghĩ cái vô thường như vậy, cái tự nhiên 10 cái lại cuối đó, mình thấy nó không có gì là trở ngại. Bây giờ quý vị nào mà làm biến lại, một ngày quý vị là 20 lại nổi không? À thì bây giờ thí dụ bây giờ 100 lại mình lại không nổi, mình chia ra một ngày lại 20 lại, lại 5 ngày thì cũng được 100. Nhưng mà nếu mình làm biến, mình không lại, một lại cũng không làm, thì cả đời này phước đâu mà nó ra. Một sen mà không tích lũy thì làm gì có tới 1 đồng. Mà cứ đợi tới thôi, một sen lượm chi, đợi 1 đồng hả lượm. Đời này không có 1 đồng đâu để. Mà nếu mà 1 đồng mà đợi tới phiên mình là coi chừng 1 đồng đó có vấn đề. Thường thường là 1 đồng là người ta lấy rồi, chỉ có 1 sen người ta mới chừa thôi. Nhưng mà mình đừng có chừa cái sen đó, mình cứ ráng mình lượm cái sen đó đi. Cái sen đó gọi là tu bòn tu mót đó. Người ta đi lấy lúa đó, người ta lấy nguyên một bó, ta đập đập xong ta hốt, còn 3 cái hột lúa nó dính trên cái đầu mấy cái cọng cỏ cọng rơm, ta lấy làm gì, ta vứt đó. Mình nghèo, không có ai có lúa cho mình đó, tự đi lượm mấy cái lúa đó, mấy cái mót mấy cái đó, đó đập lại thì lượm được những cái hạt lúa mà nó nằm ở trên mỗi cái bó lúa đó. Mà đập chừng 100 bó thì thế nào cũng được lon. Nhưng mà nếu mình không đập thì không có một hột nào. Thành tự Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy cái sự tu tập của mình. Một lại cũng được, 3 lại cũng được. Mà bây giờ nếu một ngày mà mình không lại được nhiều, dành ra cho mình 10 phút, 20 lại, mà cứ lại thông thả thôi, 20 lại mà 5 ngày thì được 100.
thì người ta khỏe, người ta đi, người ta chạy, còn mình không khỏe mình đi bộ, mà mệt mỏi nữa thì lết. Mà lết thì cũng tới chứ. Thì tu là tu bòn, tu mót là vậy đó. Trời đất ơi, nước tương kho quẹt ăn xong thấy ngon, tiếc quá đổ công nguội vô trộn, trộn sạch sạch xanh cái chảo còn để dành lại ăn. Tại sao tu không tu được như vậy? Nhiều khi mình kho được một miếng nước tương kho gì ngon quá mà dính trên cái chảo thấy tiếc, xin miếng cơm đổ vô đó trộn. Nghe là mót đến mức độ như vậy. Nhiều lúc Pháp Hòa lấy cơm ăn mà mình trộn kiểu vậy thì mình suy nghĩ, thức ăn thôi mà mình còn mót kiểu này thì huống chi phước, huống chi là sự tu hành. Đó, Pháp Hòa là hay suy nghĩ như vậy đó. Thấy không? Miếng cơm mình ăn mà mình còn tiếc, mình miếng nước tương thôi mà mình ăn ngon mà mình còn tiếc. Rồi thậm chí đến nhà người ta ăn gì ngon thấy còn cho tu go. Xin. Vậy mà tại sao trong sự tu hành của chúng ta, chúng ta lại lãng phí quá nhiều thứ? Quý vị thấy nhiều khi đi ăn, đi ra tiệm ăn gì chút xíu à cũng tu go. Vậy mà nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, vật dụng của tam bảo chúng ta lãng phí. Ví dụ như uống nước, mình lấy chai nào mình uống cho hết, chứ tại sao mình lại nửa chừng mình bỏ? Và mình sợ mình hay quên thì mình hãy viết tên mình lên để rồi mình không phí. Cà phê nếu mình uống một gói không hết, mình kiếm người share với mình. Trong khi đó có những cái còn tốt mình phí, mà đi ăn nhà hàng, đi cái gì chút xíu thôi còn tu go. Đó, thì những lúc như vậy là những lúc chúng ta thiền quán tu tập. Quý vị thấy cái sự tu tập của Pháp Hòa nó ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Chứ không phải là mình đợi mình làm cái gì lớn đâu. Nhưng mà chính những cái đó, nó giúp cho mình thăng tiến, tinh tấn trên đường tu. Rồi cứ nhớ vô thường, cứ quán niệm vô thường. Đó, bây giờ ví dụ cái người nào mà còn trẻ mà lười thì hãy nhìn thấy những bậc chú bác của mình bây giờ. Ví dụ như mình nhìn bây giờ trong hàng thượng tọa nè, bên trái cũng có, bên phải cũng có, upstairs, downstairs gì thượng tọa hết rồi, mà ngày xưa là đại đức không á. Ví dụ cô Trúc Kim mà cô Diệu Bủ hay quý vị đó, ngày xưa là cũng ngồi dưới đây với mình, nhưng bây giờ tu cao ắt hẳn lên sư cụ. Thì mình biết rằng bây giờ mình nhìn các vị, mình thấy rằng các vị mệt mỏi bệnh tật như vậy mà còn siêng năng chịu khó làm công quả, rồi góp phần của mình trong khả năng của mình và tu tập. Nhiều lúc đó, Pháp Hòa nhìn xuống hay là Pháp Hòa để ý, ví dụ như cô Trúc Kim, cô ngồi chừng 5-10 phút cái cô mỏi, cái cô đứng, cô đứng rồi cái cô ngồi, nhưng mà không bỏ cái ngày tu, trừ trường hợp mà không còn một chút sức nào để lên tu tập thôi. Hay là cô Diệu Tường, cô Diệu Bổ vậy. Hay là bác Trúc Hiền vậy, 90 tuổi rồi mà sám hối là vẫn đứng lên lại xuống, rồi khi nào mỏi thì quỳ, quỳ hết mỏi thì lại đứng. Thí dụ vậy, thì cái gương của các vị đó là cái hình ảnh đẹp để chúng ta tu tập. Vậy Đạo Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là đừng có bao giờ mình lãng phí đi hay là mình quên đi là mình đang có phước để tu tập. Mình đang có phước được còn sống còn ở trong thời gian mà nghe được Phật Pháp. Có những người muốn nghe một chữ nghe cũng không được, muốn đọc một câu cũng không được. Còn chúng ta thì quá nhiều những cái phước. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái phước hữu lậu, rồi chúng ta quên đi cái cơ hội chúng ta tìm được cái phước vô lậu. Bây giờ mình trở lại kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ 64. Đúng rồi, hôm nay là kỳ 64. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 314. Bây giờ mình đã sang phẩm thứ 20. Phẩm này có tên là Thanh Tịnh Tam Quy. Trang 314. Tam Quy là gì? Tức là ba sự quy y. Quy y Phật,
quy pháp, quy tăng. Mà khi chúng ta tam quy á, mà bằng cái sự chân thành, hết lòng, thì cái đó gọi là thanh tịnh. Ví dụ như mình là Phật tử á, xin quy y là bằng cái tâm chân thành của mình mong được quy y, chứ không phải là mình thấy người ta quy y có pháp danh cái mình xu hướng mình chạy theo. Rồi, mà cái người mà tu xu hướng á, là hướng nào nó cũng xu cho nên tu hoài nó không tới đâu á, là tại vì hướng nào cũng theo, rốt cuộc là lạc hướng đó. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật trước kia đã dạy, có người đến xin trước phải dạy thọ tam quy y rồi sau mới bố thí. Vì nhân duyên gì mà tam quy y, thế nào là tam quy y? Và ông thiện sanh ông hỏi Phật, nên bạch Thế Tôn, trước kia Đức Phật có dạy rằng, nếu người có người nào đến xin cho thọ tam quy y á, thì mình phải cho họ quy y rồi sau bố thí. Vì nhân duyên gì mà phải quy y, và thế nào là quy y? Ông hỏi như vậy đó. Thì Phật nói, thiện nam tử, vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn, vì nhân duyên ấy nên thọ tam quy. Tức là thiện nam tử, vì sao quy? Vì sao quy? Thứ nhất là vì phá tất cả sự khốn khổ. Tại sao gọi là phá tất cả khốn khổ mà đoạn trừ phiền não? Tại vì theo thế gian á, chữ quy là vì gì? Theo cái nghĩa quy nghĩa là quay về. Chữ quy là quay về. Cho nên trong tam thiên tự đó, quý vị nhớ cuốn tam thiên tự không? Thí dụ như là thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu trâu mã ngựa cự cửa nha răng. Thì trong này nó có một câu là quy về tẩu chạy. Hồi xưa ai muốn học chữ Hán mà cho giỏi đó, thì nhờ căn bản là cứ thuộc 3000 chữ này là mình có căn bản chữ Hán. Thì cái câu là thiên là trời, địa là đất, thì cứ 3000 chữ vậy đó. Cho nên đọc là thiên trời địa đất, cử là cất, tồn là còn, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngu là trâu, mã là ngựa, cự là cửa, nha là răng. Thì trong này có một câu là quy về tẩu chạy. Quy là quay về, còn tẩu là chạy. Quy về tẩu chạy thì quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta phát nguyện quay về nương tựa. Xưa nay chúng ta nương tựa ai? Nương tựa gia đình, nương tựa cha mẹ bà con quyến thuộc. Nhưng mà cái nương tựa thế gian không có chắc. Tại sao? Khi người ta thương người ta cho dựa, lúc mà người ta hết thương thì người ta rút. Thí dụ giờ mình đang dựa vai người ta, mình ngủ cái người ta ngỏi vai quá, ta rút ta thì mình té. Cho nên người đời mình nương tựa gia đình không bảo đảm. Chỉ có nương tựa tam bảo thì mới bảo đảm. Là vì sao? Vì tam bảo có một cái oai thần gọi là bất cải. Bất cải là gì? Không thay đổi. Còn thế gian mình là thay đổi à. Ví dụ như á, bữa nay người ta thương mình, người ta còn giúp. Nhưng mà hôm nào người ta không thích mình nữa, ta đổi ý. Đổi ý nghĩa là cải đó. Còn Phật Pháp là không có cải. Ví dụ như giờ mình có quên Phật Pháp, mình có quên Phật, Phật cũng bình thường. Rồi mai mốt mình khổ, mình buồn, mình chạy tới, Phật vẫn cứu. Còn người thế gian khác. Người thế gian là một là mình quên người ta, rồi ta giận mình là lần sau mình nhờ nữa, người ta không giúp. Hai là người ta giận mình, người ta thay đổi ý kiến, người ta không giúp nữa. Cho nên thế gian là còn có thay đổi. Nhưng mà đối với tam bảo Phật Pháp là không. Ví dụ ngày xưa mình do cái gì đó, mình phỉ báng mình nói. Nhưng mà sau đó mình hiểu, mình thấy được cái điều đó, mình trở về. Phật Pháp vẫn để tâm đó cho mình, không bao giờ thay đổi với chính mình.
Vậy thì thế gian là bất cải. Thế gian là người ta có cái thay đổi, nhưng mà Tam Bảo Phật Pháp thì không. Cho nên người Phật tử cần quy y là vậy đó. Tại sao? Tại vì mình nương tựa thế gian chỉ là ở cái mặt vật chất cuộc sống thôi. Ví dụ như giờ hai vợ chồng nương tựa nhau, tại vì một người đi làm không đủ income mua cái nhà ở, rồi join cái account, vợ cũng có đi làm, chồng cũng có đi làm, cho nhà băng họ thấy được hai cái income đi làm thì họ mới cho mượn tiền mua cái nhà. Mà bây giờ nếu như trường hợp một người nghiệp thì cái mortgage nó không có đủ. Nói chung là trong cuộc sống phải nương. Tại vì không, thí dụ còn ngược lại, sau khi mua nhà rồi, ổng nói tôi giờ tôi lo bill nha, lo bill nhà điện nước nha, bà lo ăn nha. Đi chợ đi, tiền lương của bà đi làm ra là bà lo tiền ăn tiền ấy, còn tôi lo mấy cái bill lớn. Có nghĩa là mình nương nhau đó. Tại không có người này thì cuộc sống mình nó hụt hẫng, nó thiếu thốn. Vì vậy cho nên cái đó là một hình thức quy y đó. Nhưng mà đối với Tam Bảo, chúng ta nương tựa là ở mặt tinh thần, nương tựa tinh thần, để khi chúng ta khổ buồn chúng ta có cái nơi nương tựa. Có nhiều Phật tử bây giờ người ta nương tựa, dù người ta buồn quá, mỗi ngày người ta muốn giải khổ thì ta nương tựa gì? Nương tựa YouTube. Người ta mở băng giảng lên người ta nghe, mà người ta nghe thì người ta hết khổ. Thì trong lúc mà người ta đang khổ vậy thì ta nương tựa giáo pháp, nương tựa giáo pháp, rồi người ta nương tựa vào người thầy, người ta nương tựa vào đoàn thể. Ví dụ như những lúc mình buồn, gia đình mình có chuyện đi, thấy không, mình đi về chùa cái tự nhiên huynh đệ chị em mỗi người an ủi mình chút, người này phụ mình chút, người kia giúp mình chút, thì tự nhiên mình thấy cái tinh thần của cộng đồng, của tăng. Cho nên tăng là gì? Là một đoàn thể sống theo lời Phật, mà trong đó có sự nâng đỡ mọi cái duyên. Cho nên có một thầy sống chung với tăng mà không biết chăm sóc nữa. Không có chăm sóc những thầy khác, cho nên khi thầy bệnh đâu ai ngó đâu. Rồi Phật mới hỏi vậy chứ tại sao thầy ở chung phòng mà không ai lo cho thầy? Rồi thường ngày thầy có lo cho người ta không? Nói dạ không, bình thường các vị bệnh con cũng bỏ mặt. Thì Phật mới nói vậy thì đây nè, cái nhân vậy thì đây là cái quả nè, thầy thấy không? Cho nên chính ngay lúc đó Phật mới đi rửa ráy, tắm rửa cho vị thầy đó. Rồi Phật mới dạy cái nhân quả. Và Phật mới dạy thêm cái cách sống trong cộng đồng, trong một cái đoàn thể. Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ. Khốn khổ là gì? Tức là những khi mà mình khốn đốn, hoạn nạn và khổ đau. Có nhiều khi mình có một chút đó thôi, mà mình có người thì nó đỡ lắm. Thôi bây giờ mình nói, có nhiều khi ví dụ bây giờ quý vị thấy mình đi làm việc mà có hai người nó hay lắm, lỡ mình trật chân mình té, có người thứ hai cho biết. Như vừa rồi Pháp Hòa đi qua bên Toronto tuần rồi, đi hướng dẫn khóa tu bên đó, thì đi thăm một chị Phật tử, chị lớn hơn Pháp Hòa 2 tuổi. Thì một buổi sáng nọ chị ở nhà chị té, không ai hay. Chiều 7 giờ tối chồng đi làm về mới phát giác ra là chị đã té, thì lúc đó máu nó đã tràn vô trong não rồi, tràn đầy não. Và đem vô cái bữa đó phóng người chị của chị nữa lên trên cái ngày tu mà đứng khóc chờ Pháp Hòa nguyên ngày từ sáng tới tối để được mời thầy đến thăm em con và cho em con một cái lời cầu nguyện. Và khi đến đó là chị đã nằm hôn mê bất biết vậy là 2 tuần rồi, vì té không có ai biết. Ví dụ như té mà có người hay đi thì có thể nó đỡ đần được một chút. Vì vậy cho nên đó, trong nhà Phật chúng ta có một danh từ sau này sư ông Làng Mai hay dùng là gì? Đệ nhị thân. Đệ nhị thân là gì? Tức là mình làm cái gì phải có người thứ hai đi chung với mình. Hồi đó các chú còn nhỏ đó, hồi cái thời gian Pháp Hòa nhận 10 mấy chú hồi còn nhỏ đó, là tất cả các chú mỗi ngày dùng internet, không bao giờ được xài internet một mình. Lúc nào Pháp Hòa cũng lên nói thưa thầy con cần internet, có ai ngồi với con không? Phải kiếm một người ngồi chung để chi? Để nó dòm ngó nhau, để chắc chắn rằng người này lên internet học bài, chứ không phải chơi game, chứ không phải có cơ hội để đi vào những cái trang mạng không lành mạnh. Vì vậy cho nên đi vào internet là phải có 2 người để giám hộ cho nhau. Cái chữ đệ nhị thân là vậy đó. Cho đi chợ đi 2 người, đi 2 người để làm chi? Lỡ có chuyện gì
còn bảo hộ cho nhau được. Và cái hình ảnh Ngạ Nan đi vào thôn xóm một mình đó, rồi xin nước cái cô thiếu nữ đó uống đó, thì ở cái hình ảnh Ngạ Nan mà bị nạn do đi một mình là cũng nói lên cái tinh thần là vì chúng ta đi đâu mà chúng ta đi một mình thì khi gặp nạn không có người trợ giúp. Thì vậy cho nên mình sống á, là mình phải có đoàn thể. Tại vì mình không có người tu chung á, là sự giải đãi của mình nó tăng tiến nhanh chóng. Tại sao? Không ai nhắc nhở mình ngồi dậy tụng kinh hết. Một mình mà muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn thức giờ nào thức, thì sự tinh tấn nó rất hiếm chứ không phải là khó. Cho nên người ở một mình mà tinh tấn được á, là phải nói cái người đó là phải có một cái bề dày công phu tu tập đó, chứ không phải dễ đâu. Tại vì sao? Tại vì xưa nay có câu gì? Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Nếu mà con cọp mà nó rời cái rừng thì chính con cọp nó sẽ chết. Còn nếu người tu mà rời khỏi cái tăng thân của mình, cái đoàn thể của mình, thì sự tu hành của mình sẽ thất bại. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Hồi đó còn nhớ năm Phong Hòa mười mấy tuổi có dịch hai câu đó: cọp dù có giữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần tâm tu. Phong Hòa lấy hai câu đó và dịch thành bốn câu thơ mà hồi đó còn mới khoảng 16-17 tuổi thôi. Cọp dù có giữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần tâm tu. Tại vì cái sự nhắc nhở, khuyến khích, tinh tấn không có. Mà hơn nữa đó, mình sống chung với chúng, với có cái người, ví dụ giờ sống chung hai người thôi, thế nào cũng có lục đục. Và chính cái lục đục đó, nó giúp cho mình một phần nào trong sự nhẫn nhục. Còn nếu không ai đụng chạm gì mình, thì mình đâu có biết cái sức nhẫn của mình nó tới đâu. Chứ phải có người nào đó chạm chạm mình, rờ rờ mình, khều khều mình, móc móc mình, quẹt quẹt mình, thì để cho mình có cơ hội mình chỉnh đốn. Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. Vui tịch diệt là vui sao? Chữ tịch là vắng lặng, chữ diệt là sạch hết những cái bợn, những cái phiền. Mà thưa đại chúng, hai chữ tịch diệt là được dịch của chữ niết bàn. Niết bàn còn có một cái tên khác gọi là tịch diệt. Thí dụ như mình, nếu mình chúc nhau một cách gọi là rất là Phật pháp đó, chúc anh chị một năm mới luôn luôn tịch diệt, tức là vắng lặng và diệt trừ mọi khổ đau phiền não. Hay là mình nói niết bàn, chúc anh chị quanh năm có đó, mình chúc theo Phật pháp đó, mình chúc gọi là sáng ngời những cái câu chúc trong Phật pháp mà không có dính dáng theo cái phàm tình của thế gian. Chúc anh chị năm mới mua mai bán đắt, làm ăn phát tài rồi vậy đó. Nhiều khi tao có làm gì đâu mà mua mai với bán đắt phát tài, có nhiều khi vừa chúc xong bị tao phán liền, tôi có buôn bán gì đâu phát tài. Còn chúc theo thế gian thì chúc theo Phật pháp tịch diệt là gì? Anh có buôn bán mà lỡ anh có thua lỗ, anh cũng tịch diệt niết bàn. Mà anh có nghĩa là phát triển tốt, anh cũng niết bàn. Là tại sao? Anh nhớ cái vui mà đại thắng là cái vui ở bên này này, còn cái vui tịch diệt là giữ bình lặng. Làm nhiều tiền cũng vậy, làm ít tiền cũng vậy, cái quan trọng anh quán chiếu được rằng nhiều hay ít cũng ngày hai bữa cơm. Đâu có ai nói trời tôi bán đắt, bữa nay tôi phải ăn tới 6 bữa đâu. Nhiều khi đắt quá không có bữa nào nữa đó. ế vậy mà còn được 3 bữa. Cuộc đời là nó vậy. Cho nên nhiều khi mình slow down mà mình được 3 bữa, mà mình bận rộn quá thì là chẳng có bữa nào. Vậy thì cái tịch diệt đó là gì? Là cái sự vui vắng lặng. Vắng lặng. Cho nên đó, thường các vị nào mà tịch rồi mất rồi đó, ta để trước cái cửa của cái linh đường bốn chữ: tịch diệt vi lạc. Tịch diệt vi lạc là gì? Sự vắng lặng hoàn toàn là niềm vui. Chữ vi lạc là làm niềm vui. Lấy cái sự tịch diệt đó, sự vắng lặng đó làm niềm vui.
Ta nói lên cái sự trở về yên tĩnh. Ví dụ như giờ mình nằm ngủ, chưa chết nha, nằm ngủ, nhưng mà lỡ mà mình nghẹt mũi quá cái khổ, sổ mũi cũng khổ, ho hen cũng khổ, mặc dù muốn nằm nghỉ nhưng mà kia đâu cho mình nghỉ, bệnh tật nó cứ hoành hành, nó bức bách. Nhưng bây giờ chết đi, nằm im đó, nó có nghẹt nó gì, thậm chí người ta có sốc, người ta có làm gì nó tịch diệt. Đó, mình nói ví dụ. Cho nên đó, sự vắng lặng hoàn toàn, lấy cái vắng lặng hoàn toàn làm niềm vui. Chứ ai mà boring, mà chán ở chùa mình buồn quá là phải phá hoà nó, giờ không biết làm gì nữa giờ. Đó, cho nên ở trên Tây Thiên mà một mình vừa tụng kinh vừa làm việc, nghĩa là không có một chút gì gọi là chán, sao không có ai hết trơn, rồi cứ chạc phone nói hoài đó ha, người đó chưa có tịch diệt đó. Tịch diệt là ở một mình vẫn thấy vui, mà khi đông người không có khổ, không có đâu, trời tôi nhức đầu quá, tôi chán, tôi sợ mấy cảnh, không có. Cái người mà bình an được rồi, người có tịch diệt rồi á, đông hay là ít đối với họ không có gì quan trọng. Chẳng qua ta thấy à, cái đông là cái nhất thời thôi, lâu chùa mà lâu lâu vậy. Còn cái bình thường của mình là sự vắng lặng. Cái người mà người ta sống được với tịch diệt á, là người ta không có bị phiền não bởi đông hay là ít. Số đông vẫn bình thường à, rồi mà người ta cũng không có phiền não khi phải có nhiều việc hay là không có việc làm. Người sống như vậy là tịch diệt, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn, không có gì hơn cái sự tịch diệt hết á. Cho nên tịch diệt vi lạc. Vì nhân duyên gì đến thọ tam quy? Như ông đã nói, như ông đã hỏi, thế nào là tam quy? Nghĩa là Phật Pháp Tăng. Phật giải thích tam quy là Phật Pháp Tăng. Giờ nói tiếp, Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Nghe Phật giải thích Phật nha. Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Pháp tức là phương pháp phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Tăng là người bẩm thọ giáo pháp phá hoại cội nguồn phiền não được chân chánh giải thoát. Đó là định nghĩa ba chữ Phật Pháp Tăng. Phật là người nói được cái nguyên nhân phá phiền não. Ví dụ như Phật chỉ cho mình cái khổ, Phật nói được nguyên nhân cái gốc khổ và làm sao để chúng ta hết khổ. Giống như vừa rồi đi Cali, có một vị Pháp Hòa nghĩ đây chắc cũng bà cụ, viết cho Hòa một câu hỏi. Con nghĩ con tu hành cũng khá lắm đó. Tâm từ bi con cũng khá, trí tuệ con cũng khá đó, mà giờ con đang có một chút phiền não. Là con gái của con vợ lấy chồng mà khổ nổi chồng này không phải là người Việt mà lại một chủng tộc khác. Pháp Hòa đọc xong câu hỏi mới nói, mới vừa quảng cáo mình ở trên có lòng từ bi, có trí tuệ mà giờ vướng chút. Nghĩa là tu hành mình cũng khá không? Chứ mình mới thấy là có nhiều khi cái nguyên nhân đó là gì? Đó là mình chấp. Mình chấp đó là tại sao con mình là người Việt lại lấy người Mỹ. Nhưng mà nếu mà ngược lại, nếu người Mỹ mà họ ngồi mà họ sẽ buồn con, họ nói tại sao con Mỹ mà con không lấy Mỹ. Con đi lấy chi ngoài chủng tộc. Nếu muốn chấp trước với nhau, kỳ thị nhau thì không phải đợi tới mình đâu, người khác kỳ thị mình cũng được. Đất này đất của người da trắng mà tại sao cho da vàng, thấy không? Nếu mà mình mà khổ, Pháp Hòa có nói mà mình là có một cái khổ là mình là ngoại quốc mà không chịu, mà cứ kêu người ta ngoại quốc không à. Đi đâu cũng nói trời bữa nay tôi gặp anh ngoại quốc, nghĩ mình là ngoại gì. Nếu mà nói ngoại quốc là phải họ nói mình chứ không phải mình nói họ. Xứ này xứ người ta mà, mình mới là người ngoại quốc mà mình không nhận. Mình cứ gặp Mỹ có ngoại quốc đó tới kiếm. Ngộ không? Rồi mình cứ thấy mình kỳ thị da màu, nhưng mà mình cũng da gì? Mình cũng da vàng. Thí dụ như mình nói, đừng tới gần da đỏ kìa. Và da đỏ nó nghe mình da vàng đâu đúng ớn. Thí dụ vậy. Cho nên đã là có da thì phải có màu. Màu trắng, màu vàng, màu gì cũng vậy. Cho nên
chính cái gốc chúng ta không thấy, và chúng ta vướng vào một cái mà gọi là cái chấp. Mà cái gốc khổ là chúng không được á, tất cả chỉ là những cái bóng dáng gọi là bên ngoài thôi. Đó, bây giờ mình kỳ thị màu da nè, rồi thôi bây giờ đừng nói chi kỳ thị màu da gì, nội người Việt với nhau thôi mà còn kỳ thị ba miền, người Bắc, người Trung, người Nam. Thì bây giờ quý vị thấy không, mình sống mà không thông đó ha, là biết bao nhiêu sự chấp trước nó vướng bận trong tâm ta mỗi ngày. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta không quy y Phật thì chúng ta đâu có biết được Phật chỉ cho mình cái gì để mình tu. Cho mình nương tựa vào Phật, để Phật là cái người nói được nguyên nhân rồi phá cái phiền não, để mình có được cái giải thoát chân chánh. Ở đây tại sao không nói giải thoát bình thường mà giải thoát chân chánh? Tại vì nhiều khi mình chỉ bằng mặt mà mình không bằng lòng, mà bằng mặt mà không bằng lòng thì chưa phải gọi là chân chánh giải thoát. Cái này nó chỉ là hình tướng thôi. Ví dụ như giờ hai người đó không thuận với nhau mà có mặt thầy cái, chị ăn cái này đi, chị dễ thương quá à. Đó, có mặt thầy á. Nhưng mà không có mặt thầy rồi mà biết tôi, ví dụ vậy, thì cái này là chưa phải chân chánh giải thoát. Mình chỉ đóng kịch giả bộ giải thoát mà thật sự chưa sự giải thoát. Cho nên giải thoát chân chánh là từ ở trong tâm của mình, mà cái đó chính là cái sự tu tập của mình. Pháp tức là phương pháp. Quý vị nhớ là Phật là người, là cái người chỉ khổ cho mình. Còn pháp là gì? Là phương pháp giúp cho mình hết khổ. Đây, phương pháp phá hoại nguyên nhân của phiền não. Tại sao anh khổ? Chỉ một câu thôi, anh chấp. Thưa đại chúng, mà con người mà còn chấp là còn khổ. Mà hãy chấp lớn là khổ lớn, mà chấp nhỏ là khổ nhỏ. Ví dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa chấp, nói tôi lên giảng, bữa nay biết tôi giảng mà không cắm bông. Biết tôi giảng mà không làm cái này, tôi là cái này, tôi là cái kia. Rồi thậm chí mình chấp tuổi tác nữa, tôi lớn hơn, tại sao lại nói với tôi như vậy. Thật sự ra dĩ nhiên trên cái cuộc sống, cái người nhỏ phải giữ lễ, mình nhỏ mình phải giữ lễ với người lớn. Đó là cái người nhỏ phải làm. Nhưng mà nếu mà mình sống mà luôn luôn mình chấp vào cái địa vị, cái tuổi tác của mình, cái đôi lúc mình cũng khổ. Tại vì có những lúc mình phải du di cái đó, và mình thấy rằng có những lúc tuổi tác nó không có quan trọng nữa, mà ở cái chỗ cái tình. Cho nên cuộc sống á, dĩ nhiên trên nguyên tắc là nó là 1, 2, 3, 4 vậy đó. Nhưng mà hễ mình chấp cứ khăng khăng như vậy thì mình là cái người khổ. Còn có đôi lúc mình đơn giản. Cho nên cuộc sống không phải là, thật sự cuộc sống nó đơn giản vô cùng, nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng. Là tại vì chúng ta cứ học được cái này thì chúng ta chấp cái này, mà chúng ta không mở được cái khác. Cũng giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Khi mình học được tất cả các pháp là không, thì mình lại bị gì? Mình bị vướng vào cái không, nhịn gì cũng không đó. Thì lại đây, xả được cái hữu, cái tự nhiên vướng vào cái không, cũng khổ giống nhau. Cho nên pháp là phương pháp phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Người tu nhiều khi tu mà chưa thông, chưa giải thoát, bắt đầu chấp vào cái tuổi đạo. Thấy cái người kia ngồi trên mình cái hỏi, tôi nhớ nó mới thọ giới đây mà thọ sao tôi mới trồi lên trên nó ngồi. Ví dụ vậy đó. Có nhiều khi mình tu mà mình trên nguyên tắc là người thọ giới trước phải ngồi trước, đúng rồi. Nhưng mà giờ ví dụ lỡ mà cái đứa nhỏ đó nó trồi lên, tại nó cũng bị ham đó, nó ham ngồi trên đó. Mà thiệt sự ra ngồi càng trên thì lên càng dễ, chứ có gì đâu lo. Cho nên Pháp Hòa không thích lên trển. Mình cứ thục ra làm sao. Ngồi càng trên là lên trên càng dễ, thì mắc cái chi mà mình lên. Cho nên với anh em vẫn là người mới tu thì nó khỏe không? Tăng là gì? Là người bẩm thọ giáo pháp, phá hoại cội nguồn phiền não. Tăng là cái người nắm giữ, là cái người, người ta thường nói tăng là gìn giữ cái giềng mối Phật pháp,
Là tại vì nếu mà nó còn được cái sự ngăn nắp hay không là do mình. Ví dụ như trong chùa này nè, mình nói ví dụ như trong chùa này nè, mỗi ngày thời khóa là tụng niệm như vậy như vậy như vậy, mà tất cả các vị tăng sĩ trong cái chùa này không có giữ cái đó. À, thích bữa nào thích tụng kinh thì lên 6 giờ, không thích thì ngủ tới 8. Rồi giờ ăn sáng vô trùm mền ngủ, hỏi sao vậy? Thôi tụng được rồi, khỏi ăn. Rồi cái bưng ra để đó, ai muốn ăn, ăn. Bữa vui thì xuống nấu, bữa buồn không nấu. Thì như vậy thì làm sao người ta vô đây người ta thấy có cái gì mà, cái chương trình gì người ta theo. Bây giờ người ta lỡ vô đây người ta ở một tuần, mà người ta cũng biết thân phận người ta làm sao nữa. Sáng nay có được ăn không? Rồi cái dặn người ta 6 giờ tụng kinh, 5 rưỡi ta lên ta ngồi, ngồi chờ hoài sao không thấy chuông chuông đổ gì chứ. Rồi đi xuống đi một vòng ở dưới nghe mỏ đang gõ. Thì người ta làm sao người ta hiểu được cái mình có chương trình gì. Đó, mình nói một cái ví dụ như vậy thôi. Cái mà quan trọng là vậy nè, cái vị tu sĩ nào mà mới tới chùa ta nhập chúng đó, ở từ 2 ngày trở lên đó, là một trong những vị tăng đó, phải có cái trách nhiệm giới thiệu chương trình. Nên bạch thầy ở chùa con đó, là mỗi ngày đó, hoặc là dẫn người ta tới chỉ chương trình. Dạ nhà chùa con là sáng là 5 giờ rưỡi thức nè, 6 giờ ngồi thiền, 6 rưỡi tụng kinh, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ rưỡi sám hối. Mình nói chương trình cho ta nghe để ta biết thân người ta, ta thấy ta theo được thì ta ở. ta theo không được thì ta nói tôi bận. Hay là người ta biết được cái chương trình để người ta còn ngủ mà thập thòm thập thẻm. Người ta không biết, trời ơi tôi lỡ mà tôi ngủ trễ, tôi nói ông này tôi bê bối, chùa ta tụng kinh mà không lên. Chứ mình phải cho người ta biết cái chương trình. Cho một cái người mà cái người trong chùa là phải làm những cái việc giới thiệu chương trình cho những vị xuất gia, hoặc là một Phật tử người ta tới đây người ta ở 2 ngày trở lên, mình phải cho người ta biết à, chùa chương trình như vậy đó. Rồi mỗi ngày tới giờ cơm quý cô xuống nấu giờ đó đó, đạo hữu có rảnh thì xuống phụ quý cô. Mình nói cho người ta biết, mình để cho người ta biết chuyện gì mình ta tham gia. Ví dụ ta không biết gì hết, ta đi tới ta lui không thấy gì hết, cái ta vô phòng, vô phòng ta nằm cái lát nó thiêu 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 cái ta ngủ. À, ôm gói ngủ một giấc tới 11 giờ cái bắt đầu mình quánh giá rồi đó. cho nên á tăng là người bẩm thọ giáo pháp, tức là mình giữ cái đó. Bây giờ nói trên cái phương diện giáo pháp là mình giữ giáo pháp để mình làm gì, là cội nguồn phá hoại phiền não. Tại vì cái bây giờ Phật có, pháp có mà không có tăng thì ai giữ và ai quảng cáo ơi giới thiệu. Cho nên tăng là người giữ cái đó, giới thiệu cái đó. Và Pháp Hòa ví dụ như là trong chùa vậy đó, trong chùa vậy đó, mình phải có. Trong khóa tu cũng vậy, mình là cái người ở chung phòng với những người đã, mình là người mà đi tu nhiều khóa và người kia mới tới thì mình nhắc nhở, à, nhớ chỗ này đi thế này, chỗ kia đi thế kia, ví dụ vậy. Hoặc có người nói rằng nếu như thế tức chỉ có một quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không có người phân biệt giảng nói. À, trong này nói tiếp, ủa nếu mà như vậy thì có người nói rằng nếu mà như vậy á, nếu mà như lời giải thích ở trên á, thì chỉ có một quy mà không cần tam quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không người phân biệt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Đức Phật có ra đời hay là Phật không ra đời, thì thưa đại chúng, cái giáo lý vô thường nó đang có mặt trong cuộc sống này không? Có không? Có. Vô thường là sự biến đổi của cuộc đời, của tất cả mọi pháp. Đó. Phật có ra đời hay Phật không ra đời thì cái vô thường nó là một cái gì hiện hữu trong kiếp, trong cái thế giới, trong con người này.
Nhưng mà không có ai nói cái đó cho mình nghe. Thì bây giờ ai nói? Phật. Bởi vì Phật là người không phải, quý vị nhớ là Phật không phải là người sáng chế, sáng tạo ra vô thường. Ví dụ nè, vô thường là gì? Già, bệnh, chết. Mình nói ba thứ căn bản nha. Bây giờ Phật có ra đời hay không ra đời thì con người vẫn già, bệnh, chết. Nhưng mà không có ai nhắc nhở cho mình biết cái đó đó nó chi phối con người. Rồi con người sống quên hẳn cái đó đi. Thì bây giờ Phật là người Như Lai xuất thế. Đây, cái câu nói tiếp đó. Như Lai xuất thế, Ngài mới phân biệt diễn nói. Thế nên phải riêng quy y Phật. Phật là người thấy rõ vô thường, Phật nói vô ngã. Hay là Phật thấy cái khổ, thí dụ như của sanh, của già, của bệnh, của chết, của cầu muốn không được, của thương yêu xa lìa, của thù ghét gặp gỡ, khổ triền miên khói lửa. Mình đâu có nhớ, đâu có biết gì đâu. Thì Phật là người chỉ cho mình, này cái này khổ nè, mình không biết, Phật chỉ. Cho nên giáo lý vô thường. Và thưa bây giờ Phật có ra đời hay Phật không ra đời, ở trên cuộc sống này có nhân quả không? Có. Nhưng mà mình không ai chỉ cho mình biết hết á. Thì Phật là người ngồi thiền và phát hiện ra cái lý nhân quả. Nhân là cái hạt giống, duyên là mọi cái điều kiện để làm cho hạt giống sinh ra. Và nó có trái gọi là quả. Phật dạy nhân quả. Thì cũng như thế, mình đi học là nhân, nhưng mà nhờ được gặp thầy tốt, được gặp bạn lành, được vào môi trường tốt, duyên. Cho nên cuối cùng trở ra một con người học giỏi, uyên bác, có tài. Nhân là do mình thích học, nhưng mà cũng phải nhờ cái duyên. Mình thích học nhưng mà mình lại được cái duyên là mình sống trong một môi trường mà người ta luôn luôn cũng đi học. Chứ có nhiều người thích học nhưng mà sau gặp cái duyên là ở trong môi trường toàn là người cúp cua, không học. Mà bây giờ cái người này mà siêng học thì bị mấy người kia làm sao? Người ta châm xăm soi, người ta nói móc, nói mó, hay là rủ rê, rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái nhân là một rồi. Và cũng may phước là chúng ta được cái duyên, chúng ta ở trong một môi trường tốt để chúng ta có sự tu tập, đi đến được cái kết quả. Ví dụ bây giờ cái nhân nè là chúng ta thích nghe pháp, và cái duyên là chúng ta ở một cái nơi mà có thích tổ chức Phật pháp. Cho nên cái quả là chúng ta được cái cơ hội là về chùa tu tập nghe pháp. Bây giờ cái nhân là chúng ta thích nghe Phật pháp, mà duyên là chúng ta rơi vào cái chỗ mà người ta không thích tổ chức Phật pháp. Người ta không có chịu khó tổ chức tu tập, cuối cùng mình không được hưởng gì hết. Đó, mình nói cái nhân quả như vậy. Thì cho dù Phật ra đời, không Phật ra đời, thì đó, nhân duyên quả nó cũng vẫn có mặt. Nhưng mà Phật là người có mặt ở đời này, và Phật là người phát minh ra được, tìm ra được cái đạo lý đó, Phật nói cho mình nghe. Cho nên câu này mới nói: Đức Như Lai ra không ra đời, chánh pháp vốn thường có, mà không người phân biệt giảng nói. Như Lai xuất thế, Ngài mới phân biệt diễn nói. Thế nên phải riêng quy y Phật. Đức Như Lai có xuất thế hay không xuất thế, chánh pháp thường có mà không người lãnh thọ. Chỉ các đệ tử Phật mới có thể lãnh thọ. Thế nên phải riêng quy y Tăng. Bây giờ Phật ra đời không, Phật không ra đời, chánh pháp vẫn có đó. Nhưng mà ai là người lãnh thọ chánh pháp? Thì phải có một cái người đệ tử Phật. Mà người đệ tử Phật thì gọi là Tăng. Cho nên chánh pháp thì có, nhưng mà không ai lãnh thọ. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ vậy nè. Chính phủ Alberta có ngân quỹ cho những trung tâm nào mở trường Việt ngữ. Đó, cái phanh có, nhưng mà không có người nào tổ chức trường Việt ngữ thì cái phanh đó mình không được nhận. Cái tiền cho đó không được nhận. Thì cũng như thế, chánh pháp có mà không có người nhận. Thì bây giờ chùa nào cũng có khả năng tổ chức truyền tam quy ngũ giới hết á.
Ủa mà sao lễ Phật Đản năm nay không có ai, không có lễ truyền giới. Hỏi sao kỳ vậy? Đâu có gì kỳ, không ai đăng ký thì thì mình sẵn sàng truyền mà người ta không đăng ký thì sao được? Thì cũng như vậy. Tức là chánh pháp có, mà nếu không có người lãnh thọ thì làm sao biểu lộ được cái chánh pháp đó? Cho nên phải quy y tăng. Nói tiếp, chánh đạo giải thoát gọi là pháp, trí độc giác không cần thầy dạy gọi là Phật. Có thể đúng như pháp thọ trì ấy là tăng. Nếu không có tam quy, vì sao nói có bốn điều tinh không hoại? Quý vị biết bốn điều tinh không hoại không? Cái này, cái nguyên chữ Hán là tứ bất hoại tinh. Tứ bất hoại. Tứ bất hoại là gì? Là bốn điều mình tin không bao giờ bị hoại diệt, mãi mãi vững chãi như vậy. Một, tin Phật. Hai là tin Pháp. Ba là tin Tăng. Bốn là tin giới. Phật, Pháp, Tăng, giới. Tại sao rồi chúng ta tin Tam Bảo rồi giờ tin giới là gì? Bởi vì giới tức là cái ngăn che luật giới. Mà hãy nơi nào còn có sự luật giới là nơi đó còn có sự gọi là gì, ngăn nắp trật tự. Còn không có thì không còn một cái giềng mối gì để giữ nữa hết. Cho nên cái đó gọi là tứ bất hoại tính nha. Bốn điều tin mà không hoại diệt ở trong lòng người Phật tử, đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Tin giới của Đức Phật rất là trong sáng, rất là bình đẳng, rất là dân chủ. Bình đẳng, dân chủ và rất quyến chuyển. Ví dụ như Phật dạy mình thọ năm giới, cư sĩ tại gia thọ năm giới, và mình thấy rằng rõ ràng năm cái giới này người nào giữ được là nhân cách có, đạo đức có, không cần liên hệ tới đạo giáo gì hết. Bởi vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu không liên hệ đến đạo giáo gì cả. Nó liên hệ đến đời sống con người. Rồi qua tới thập thiện. Rồi quý vị nghe là thập thiện rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là của thân. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Bốn giới của miệng. Bây giờ ba giới của ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Mười giới này có cái gì liên hệ đến đạo giáo không? Hay cũng là hoàn toàn xây dựng một con người lương thiện? Đó, thấy chứ. Vì vậy cho nên á, mình tin vào giới. Và tin giới là gì? Là giới có khả năng hướng dẫn mình đi xa trên cái đường cuộc sống của mình, tu tập của mình. Cho nên nói, nếu không quy, không có tam quy, vì sao nói có bốn điều không hoại? Nếu không có tam quy thì làm gì nói cái chuyện không hoại? Người tam quy y đầy đủ, hoặc đủ hoặc không đủ. Thế nào là đầy đủ? Nghĩa là quy y cả Phật, Pháp, Tăng. Phật Hòa nhớ có nhiều vị quy y hai bảo thôi, quy Phật, quy Pháp thôi, không quy Tăng. Với lý do là Tăng đời nay tu hành không có nghiêm túc. Cho nên là, hoặc là không, ông Tăng đóng nhỏ hơn con tôi nữa. tôi lựa mấy ông Tăng là mà lớn hơn tôi mới quy. Tại vì sao? Vì cái người đó nhìn Tăng ở cái hình thức gì? Tuổi tác. Và nhìn Tăng ở cái hình thức tuổi tác cũng như là cái tướng riêng của cái vị đó. Nhưng mà nhớ là mình quy Tăng không phải là quy y một vị đó, mà quy y đoàn thể Tăng. Bốn người trở lên là đã thành một đoàn thể rồi. Còn một vị thầy nào mà ra quy cho mình là đại diện thôi. Cho nên không có gì trở ngại trong việc quy hết. Rồi có nhiều người nghĩ như vậy đó. Nói thôi tôi nếu có quy y thì tôi quy Phật, quy Pháp, tôi không quy Tăng. Tại vì tôi không tin tưởng Tăng. Rồi quý vị biết là ngày xưa có một ông vua đời nhà Đường đó, đã nói như vậy với Ngài Huyền Trang. Nói trẫm chỉ có tôn kính hai bảo thôi. Đó là Phật bảo và Pháp bảo. Còn Tăng trẫm không kính. Tại vì trẫm thấy các vị Tăng tu hành trẫm không thích. Thì nói như vậy xong thì Ngài Huyền Trang, Ngài trả lời sao đại chúng? Ngài mới nói: thưa đại vương,
thưa hoàng thượng. Cục đất sét á, nó không là gì hết á, nhưng mà khi mà trời mưa, xin lỗi, trời hạn hán, hoàng thượng muốn cầu mưa phải lấy cục đất sét nắn thành con rồng, đem con rồng ra cầu mưa. Con rồng không làm ra mưa, nhưng câu muốn cầu mưa phải làm hình thức con rồng. Cục đất sét để yên, nhưng mà giờ đem nắng tượng Phật, mình lại cục đất sét đó. Cục đất sét đó làm ra tượng Phật. Tượng Phật không cho mình được phước, nhưng tượng Phật giúp cho mình sanh phước tự thân tâm, bởi vì mình kính tượng Phật. Tượng Phật tuy làm bằng đất, nhưng đập phá tượng Phật vẫn có tội. Thì tượng Phật không là gì, nhưng nếu mình chịu khó lại tượng Phật cũng có phước. Tượng Phật, nhớ là tượng Phật không ban được cái phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình sanh cái phước, là do cái tâm cung kính của mình. Trở lại nói tiếp, ông Tăng á, tuy ông không có cái gì để ông cho là hoàng thượng, nhưng hình ảnh của ông giúp cho hoàng thượng Tăng có cái phước kính cẩn. Ngài Huyền Trang nói như vậy đó. Ví dụ bây giờ quý vị thấy nè, hôm rồi có một vị đó, tôi nhớ cách đây cũng cả chục năm rồi, trong một cái khóa tu xuất gia gieo duyên, thì có một vị hỏi một câu hỏi, nói chánh điện chùa mình á, thờ làm cái vườn nai á, mỗi lần đảnh lễ không lẽ con lễ con nai sao, con lại Phật thôi chứ, bắt con lại luôn con nai. Phong Hòa mới nói bây giờ ví dụ không để hình con nai, nếu mà nó là lại con nai phải không, cái lư hương là cái đồng đó nè, nó để vậy cũng lại rồi, cứ chấp luôn đó, không lẽ tu lại cái cục đồng nữa đó. Nếu mà nói là con mình chấp con nai thì cái tượng Phật này cũng làm bằng nhựa mình mới làm mà, do mình mà ra mà, rồi mình đem nó mình lại thôi. Rồi bây giờ nếu mà nó không lại con nai, cất con nai đi rồi cũng lại cục đồng là cái lư hương à, cũng lại cái chân đèn, cũng lại cái đèn cầy, cũng lại cái nhang. Thành ra nhất giả lễ kính chư Phật. Đây cái bàn này nè cũng phải kính nha. Tại vì sao? Tại vì lúc mình cần nó đây, sử dụng đây, nhưng mà xong rồi phải đem cất. Đây lễ kính chư Phật, không phải con người. Cái bàn, cái ghế, tọa cụ, bồ đoàn, quyển kinh, quyển sách, cái áo, bất cứ cái gì cũng phải kính hết. Tại vì chính những cái đó giúp cho mình trong cuộc sống của mình. Còn nhị giả xưng tán Như Lai, ủa Phật với Như Lai có gì mà hai câu nó khác nhau? Ở bên trên kia là lễ kính chư Phật, là người kia có xấu nhưng mà bản chất họ vẫn là một con người là phải kính. Nói cái đó trước đã. Còn cái chuyện á, cái câu thứ hai rất là hay, nhị giả xưng tán Như Lai, anh có cái gì hay thì tôi mới xưng tán, còn nếu không thì tôi vẫn giữ mực với anh là cung kính thôi. Rất là hay. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tại sao xưng tán rồi lễ kính? Ở cái phương diện bình thường ai tôi cũng kính hết. Tại vì tất cả mọi người, anh đã là một con người là tôi kính. Nhưng mà ở nơi anh có cái gì hay tôi học hỏi được thì tôi mới xưng tán. Còn nếu anh bình thường thì thôi, tôi chỉ cung kính thôi, tôi đâu có gì xưng tán. Rõ không? Như thế thì không có lý do gì mà mình nói tôi chỉ nhị quy thôi chứ không có tam quy. Người thiện là nghĩa là quy y Phật, Pháp, Tăng. Người không đủ ba quy y là Đức Như Lai, Ngài chỉ có quy y với giáo pháp. Tức là duy nhất có một người không đủ ba quy, đó là ai? Là Phật. Tại vì Ngài quy y gì? Ngài quy y với giáo pháp. Tại vì lúc Ngài còn là thái tử, Ngài đi tu, Ngài phải mượn một cái phương pháp nào đó để Ngài tu, để Ngài thành Phật. Như vậy theo nguyên tắc chúng ta nói Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì trong khi Phật chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Khi mà Ngài chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Vậy rõ ràng khi mà Ngài chưa thành Phật là đã có Pháp rồi.
phải không? Nhưng mà ngài mượn cái pháp đó ngài tu để ngài thành Phật. Rồi bây giờ ngài mới sàng lọc cái pháp mà ngài đã tu tập thành để hướng dẫn cho mình. Bây giờ cái pháp mà mình đang thọ đây đó là pháp đã được thanh lọc. Còn trước kia là pháp tràn gian hết, ngài nương tất cả các thứ để ngài thành tựu rồi, cuối cùng ngài xác định lại cái này nên làm và cái kia không nên. Ví dụ như ngài tu khổ hạnh có phải là một pháp không? Phải. Nhưng cuối cùng ngài quyết định sao? Khổ hạnh không phải là cách. Chứ khi bài pháp đầu tiên ngài nói liền: này các thầy, bài pháp đầu tiên nha, quý vị mở lại cái kinh gọi là kinh chuyển pháp luân, đó là bài kinh đầu tiên sau khi ngài thành đạo. Này các thầy, có hai trường hợp cực đoan mà các thầy cần phải buông bỏ. Đó là quá sung túc đời sống vật chất, hay là quá hành thân ép xác. Tại vì hai cái đó không mang lại được cái lợi ích thiết thực. Thiện nam tử, những người được quy y đầy đủ như tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Ví dụ như các thầy tỳ kheo, trước khi thành tỳ kheo có quy y Tam Bảo không? Có. Vậy thì cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo ni, ai cũng là người thọ tam quy hết. Mà gần đây Pháp Hòa thấy nè, có nhiều vị mắc cười nha. Nói đại chúng chắp tay đọc theo ba sự quay về nương tựa. Phật tử chắp tay đọc hết với xuất gia ngồi ngó vậy nè. Pháp Hòa ngồi qua nó: ủa, một xuất gia là không tam quy hả? Xuất gia hay là tại gia gì? Pháp tam quy là không ai được bỏ hết. Tất cả phải chắp tay lên đọc pháp tam quy. Tại vì mình, cuộc đời của chúng ta không có tam quy thì chúng ta không có hướng. Cho nên người xuất gia, người tại gia gì cũng phải đọc tam quy hết. Con về nương tựa Phật, đọc đầy đủ rõ ràng. Chứ không phải là nói cái này của Phật tử. Ủa, mình không phải Phật tử. Phật tử là danh từ chung. Thiện nam tử, như Phật, duyên giác và tinh văn đều khác, thế nên Tam Bảo không được nói là một. Ví dụ, ngài đưa ví dụ Phật, duyên giác, thanh văn đều khác. Tại sao? Vì Phật là người toàn giác. Còn duyên giác là gì? Duyên giác là người do tu tập cái giáo lý thập nhị nhân duyên, nghe thập giáo lý thập nhị nhân duyên và tu tập tới thập nhị nhân duyên, cho nên mới gọi là duyên giác. Còn thanh văn là gì? Là những người phải nghe giáo pháp tứ diệu đế để hiểu là sanh khổ, già bệnh chết khổ, rồi thấy được nguyên nhân của khổ, nghĩa là nghe tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế để thành tựu, gọi là thanh văn. Giống như bây giờ Phật tử nào mà khổ quá cái đi chùa nghe kinh, nghe pháp, rồi bắt đầu ồ, từ đó mới hiểu ra cái đó là thanh văn đó. Rồi thấy người bạn của tôi nè, giống như anh rể của anh Thanh Thiền, anh Long vậy đó. Mới hôm bữa, trước đây hai bữa còn khỏe mạnh bình thường, rồi đi ngủ xong rồi cái đứt mạch máu ở trên giường, rồi chở bệnh viện hai ngày sau mất. Là ngày mai liệm nè, ngày mai làm lễ phát tang. Thì mình nghe cái đó đó. Rồi vị nào mà hôm rồi đi dự, đi thấy được hình ảnh con của Hạnh Tịnh ra trường, bé Út đó có chú đi dự đó. Đâu, để mới đây gặp ổng cũng khỏe, bình thường, đâu có gì đâu. Nghe không, đi ngủ vẫn còn khỏe mà. Rồi thì bị tai biến ở trên giường ngủ, rồi là đi luôn. Đó, ví dụ vậy. Giống như là Tịnh Vi đi chơi ở New York về, rồi đi thử máu ngày chủ nhật đó, tấp vô chùa sáng nói bữa nay em đi thử máu, lát thử máu rồi em sáng giờ em không đi chùa được tại vì em đi thử máu. Rồi tụng kinh chùa xong đi về. Đi về 5 giờ chiều bệnh viện và bảo phải đi vào trong bệnh viện gấp lập tức. Rồi 5 giờ chiều ngày hôm đó vô bệnh viện cho tới ngày mất luôn. Thì mình thấy cái đó, mình nghe cái đó, trời ơi, cuộc đời vô thường quá. Thôi hôm qua giờ tôi giận quá trời người. Tháng này hình như tôi thấy riết ở trong chùa tôi ghét hết 99 người rồi. Rồi giờ mai mốt tôi về trển tôi ở với ai? Tại không ai để dành phòng cho tôi hết. Thôi không có giận mấy cái chuyện đó nữa. Gọi là thanh văn là duyên giác đó. Duyên giác là thấy người ta chết liền liền đó, giác ngộ. Hai ba ngày một Phật tử gọi thăm, hỏi thầy đâu mới về. Dạ đi đám.
Cái có một bữa anh Phật tử nói: trời trời, sứ thầy sao chết dữ vậy? Tại vì cứ vài mỗi ngày phone thăm lời ra thầy đi đám. Nói dạ chết làm gì nữa dữ. Chết hiền thôi. Rồi qua ví dụ vậy. Cái gì gọi là duyên giác? Thấy người ta khổ mình giác ngộ, thấy người ta chết mình giác ngộ, gọi là duyên giác đó. Cái duyên cho mình giác ngộ. Rồi bây giờ là có nhiều người vô nhà đám nha. Đi vô nhà đám mà ngồi đó chỉ giữ mấy ông thầy, nghe mấy ông thầy tụng thôi. Mà trong lúc mà nghe vậy, cái câu này sao trúng tôi quá ha. À, cái câu mà gì à, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, nghe xong thấm. Phải không? Sang như là mấy bậc công hầu giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng vậy, nghe xong tỉnh đạo. Cái trường hợp đó gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe âm thanh thuyết pháp tụng kinh mà tỏ ngộ. Như vậy thì quý vị thấy cũng là điều ba, nhưng mà ở mỗi trường hợp người ta giác ngộ bằng một phương thức nào đó. Thế nên tam bảo không được nói là một. Thế nào là khác? Lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo đều khác. Quý vị nhớ nha, lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo. Lúc mình mới phát tâm á, trời ơi sao hăng lắm, chưa biết gì hết á. Chưa biết gì hết á. Rồi mình tuyên bố một câu: dạ con mới tới, mấy chị mấy bác có gì chỉ dạy cho con. Lúc mới tới đó. Lúc mới tới là vậy nè. Nhưng mà sau một thời gian là vậy nè. Thật nữa là lúc mới phát tâm mà khi đắc, trong khi tu. Trong khi đó là lúc phát tâm khi tu hành. Thật nữa nó nhiều khi mà không, trong khi tu mà không khéo đó, nó thua cái lúc mới phát. Chứ đừng nghĩ là mình tu 10 năm rồi mình sẽ hay hơn lúc mới phát. Nhiều khi mình sẽ dở hơn lúc mới phát. Tại vì lúc mới phát cái tâm mình rất thuần và rất tịnh. Mình phát tâm xong rồi giờ không phải là gì mà tóc mình nó sừng lên hết đó. Thành thử ra mới đầu cái ngôn từ của mình mới tu nó khác. Sau một thời gian thấm nhuần ngôn từ rồi bắt đầu sử dụng ngôn từ nó khác. Cũng là nghe rất Phật Pháp nhưng mà câu nào câu nấy là nát như đậu hũ bóp. Và trong này Phật nói rất rõ. Lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo đều khác. Có tính chất địa vị cũng khác. Dễ sợ chưa? Cho nên và thưa đại chúng là chỉ cần một hai đoạn kinh như vậy thôi là nó giúp cho mình ghê gớm lắm. Và nó phá vỡ được cho mình và nó thăng tiến được cho mình trên đường tu. Trong khi đắc đạo điều khác, tính chất, cái tính chất lúc mới tới, mới vào, cái tính chất ở một thời gian lâu. Và trong khi không có địa vị, mình ra làm sao? Mà khi có địa vị rồi, mình ra làm sao? Ví dụ giờ mình chưa có một cái địa vị gì hết, cái mình nói làm sao? Tôi là thiên lôi, ai sai đâu đến đó. Nhưng mình khi có địa vị rồi, ê biết ai không? Tại vì mình có địa vị rồi. Nguy hiểm lắm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài không? Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài được chọn lọc và in vào một cái tập truyện của những nhà văn nổi tiếng về những câu chuyện được chọn lọc. Câu chuyện đó được viết bởi sư ông Làng Mai. Câu chuyện kể là có một anh chàng đó, ảnh còn nhỏ, ảnh sống với thầy trên núi đó. Và một hôm nọ đó, anh nghĩ rằng anh đủ sức để ra xuống núi để hành hiệp trượng nghĩa, mà người thầy thấy chưa được, cản. Nhưng anh dứt khoát, anh nói bây giờ con võ công thâm hậu rồi, xin thầy hãy cho con xuống núi để con dịp loạn trừ gian, phá tà hiển chánh. Anh đi một thời gian sau, anh mòn mỏi, anh trở về, anh xin lên núi được gặp thầy. Trong khi đó cửa chưa mở, anh mới tới cái bờ suối, anh rửa mặt. Bây giờ anh ngó xuống nước, trời ơi anh hết hồn, anh té xỉu. Tại vì bây giờ anh thấy trên mặt anh mọc nanh.
mọc nanh mọc vút, mà ngày cái gương mặt hiền lành của thuở nào khi mà một người con trai xuống núi với cái ý tưởng là hành hiệp trượng nghĩa nó không còn nữa. Nanh vút nó mọc lên, mắt mày với nó trợn lên hết. Thì bây giờ cái câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người tu chúng ta. Mình mới vô chùa cũng giống như cái người thanh niên mới xuống núi vậy. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi, bắt đầu móng vuốt mình nó có hết, nanh rút mình nó ra hết. Thì câu chuyện đó là câu chuyện cho người mỗi người chúng ta, chứ không phải một câu chuyện bình thường. Gọi là cửa tùng đôi cánh gài. Gài là gài lại đó. Quý vị lên Google, quý vị lên Google bấm cửa tùng đôi cánh gài. Nó chỉ có vài trang thôi, không có nhiều, câu chuyện ngắn thôi. Nhưng mà chính câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Đôi khi mình ngồi thiền vậy nè, chỉ có 15-20 phút mỗi đêm thôi, mình làm gì trong cái giây phút đó? Đơn giản thôi, chỉ nhìn lại từ sáng giờ mình sống sao. Pháp Hòa chỉ yêu cầu đại chúng mỗi tối tụng kinh xong, ngồi thiền 15-20 phút trước khi mình đi xuống đó, làm cái việc đó đi. Từ sáng giờ mình sống, mình sống ra sao? Còn nói một cách đơn giản nữa, sáng giờ mình làm ăn ra làm sao? Mình hồi nãy mình lên mình tụng sám hối, mình tha thiết lắm. Nhưng mà hồi nãy mình sống cả ngày hôm nay, mình đã hành xử thế nào? Mình đã sống ra làm sao? Có nhiều khi mình hối hận, mình thấy một ngày nay mình sống hơi phung phí công đức, phước đức, lời nói của mình. Cái bắt đầu bây giờ cái khi mình khởi cái tâm hối hận, bắt đầu cái tướng đi nó khác rồi đó. Cái tai nó cung lại, nó nghiêm nghiêm đi xuống. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng mình là cái người rất là đầy đủ thì mình sẽ rất là tự hào. Cái câu chuyện mà cái người vợ mà thấy chồng mình là một cái người tiều phu đánh xe cho một ông quan thôi, mà ông quan ông ngồi trong xe ông vén màn lên, ông đi ngang thấy dân đi bộ ông chắp tay ông xá, dạ chào bác chào anh, còn cái anh tiều phu đánh ngựa ngước mặt đi. Thì chiều lại bà bữa sáng đó bà vợ ông đi chợ tình cờ thấy được cái chuyện đó, bà về bà cuốn gói bà đòi ly dị với ông. Ông mới hỏi tôi làm cái gì mà bà làm như vậy. Bà mới nói tôi hôm nay đi chợ tôi thấy được cái hình ảnh của ông, tôi mắc cỡ, tôi xấu hổ quá. Tôi không thể nào tôi sống được với một người chồng hách như vậy, hống hách như vậy. Quan á, là cái người chủ ông, mà ông ngồi trên xe, ông vén màn ra ông chào từng người đi qua. Còn ông chỉ là một cái người đánh xe thôi, mà ông ngẩng đầu ông đi, ông như là quan quyền trong huyện đó vậy. Thật sự bà vợ làm như vậy chỉ để khai thị cho ông thôi. Thì ông chồng thấy hối hận. Ta làm quan mà ta khiêm cung, còn mình làm lính mà mình coi như mình như là quan quyền vậy. Chính câu chuyện đó nó luôn luôn nói với mình là mình là gì? Mình không là, mình chỉ là cái người phụng sự. Pháp Hòa có giảng cái bài tiếng Anh đó, joyful of the service. Mà cái hạnh của Phổ Hiền là gì? Chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con thấy được niềm vui của người chính là niềm vui của người, của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Cái câu đó là thích vô cùng. Và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình làm được cho đại chúng là mình phải vui, chứ không có khổ đau, là vì mình được làm. Chỉ có sợ là mai mốt mình không còn được làm. Pháp Hòa nhớ cách đây 10 năm, lúc ở Tây Thiên có một đêm đó, thường thường mấy đêm giao thừa Tây á, Pháp Hòa hay ở Tây Thiên, mà lúc đó chưa có chánh điện, chưa gì, còn ở cái nhà. Sáng hôm đó là ngày 1 Tây tháng 1, Pháp Hòa nhớ năm đó là 2008-09 vậy đó. Thì có một buổi sáng mùng 1 Tết đó, tự nhiên Hòa thức, và Pháp Hòa cảm thấy là mình muốn sống hơn bao giờ hết. Tại vì mình thấy mình còn quá nhiều cái tâm nguyện muốn làm, mà mình chưa muốn, mình muốn mình được sống để mình làm việc. Cho nên mình tự nhiên mình đi lên thắp. Mùng 1 nào Pháp Hòa là người đầu tiên thắp cây nhang cho Phật.
mà mình lại Phật ba lại trong cái ngày sáng mùng một đó, tự nhiên mình thấy một cái gì tràn ngập cái niềm vui hạnh phúc, và mình được sống và mình được làm việc. Có những lúc mình chán, mình không muốn làm lo ngày thường, nhưng mà có những giây phút cái tâm tư mình tự nhiên mình thấy mình thích được làm và muốn làm. Cho nên khi mình làm được cho ai đó, mình nói là mình được niềm vui trong con đường phụng sự. Lấy cái câu đó để mình để tâm. Thì bây giờ Phúc Hòa thưa đại chúng là thay vì á, người này người kia chuyện này chuyện nhỏ, mình để tâm để dạ để lòng, và trong cái đó biết bao nhiêu những cái câu rất hay, chúng ta quên không để vào lòng cái đó, nó uổng đi. Nó rất uổng. Thí dụ như là nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự, tại sao muốn để câu đó? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống, biết bao nhiêu câu hay để trong dạ trong tâm. Thì thế nào mình là một dũng sĩ mà không bị gió đời phong sương nó làm mình đổi tướng. Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài đó là muốn nhắc nhở chúng ta, không khéo thì chúng ta không làm được gì cho ai, mà ngược lại chúng ta nanh vút, chúng ta đã mọc ra mà mình không hề hay biết. Tại vì mình đâu có cơ hội nhìn xuống dòng nước đâu. Nhìn xuống dòng nước là tượng trưng cho gì? Nhìn lại chính mình, soi lại chính mình. Cho nên Pháp Hòa chỉ mong đại chúng mỗi ngày tụng kinh, ai đó thực hiện ngồi thiền, thì chúng ta hãy thực hiện một việc rất đơn giản là hãy soi lại mình. Chỉ hỏi mình một câu thôi: ngày hôm nay mình sống như thế nào? Từ sáng tới giờ mình sống ra sao trước khi mình đi ngủ? Thì nếu mình thấy rằng hôm nay mình cũng có nhiều câu quá đáng đó, nhiều câu quá đáng đối với em mình, đối với anh mình, đối với chị mình, vân vân, những người xung quanh, thì tự nhiên mình sẽ biết mình phải làm gì cho ngày mai. Và mình cứ tu như thế, cứ tu như thế, thì từ từ nhất định mình sẽ mòn được như những cái nanh vút của mình, nhờ cái dòng suối mà chúng ta mỗi ngày chúng ta soi rọi. Cho nên trong khi đắc đạo điều khác và tánh chất địa vị cũng khác, thế nên gọi là khác nhau. Mà hãy là một vị Phật là tánh chất phải khác, phải không? Một vị phàm phu là tánh chất phải khác. Cho nên người mỗi người, cho nên nhất nhất tại sao phải quy Phật? Vì quy Phật để xác định con quy y giác, không quy phàm phu. Tại sao phải quy Pháp? Là vì con muốn xác định con quy y chân chánh chứ không quy y tà ngụy. Con phải quy y Tăng để con trở về thanh tịnh hòa hợp, mà tránh đi quy y thầy tà bạn dữ và những cái đoàn thể hay là sự không hòa hợp. Vì quy y Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Rồi tổ lục tổ Huệ Năng á, ngài chỉ nói có ba câu gọn thôi: quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Giác, chánh, tịnh. Bởi vì Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Phải người nào mà sống được với cái chất giác ngộ, chân chánh, thanh tịnh là quy y Tam Bảo. Thôi, tối nay mình dừng ở đây, hôm khác mình học tiếp. Đại chúng, sau khi mình hồi hướng xong, quý vị nghỉ ngơi, và ngày mai chúng ta sẽ có chuông báo thức lúc 5:30, 6:00 chúng ta ngồi thiền, 6:30 chúng ta tụng kinh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn tu thượng thệ nguyện hồng Phật đạo.